Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại gặp lại nhau trong bản điểm tin tuần để phân tích đánh giá tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch vừa qua, tức là tuần từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày 16. Sau đó thì chúng ta sẽ đi view lại tổng quan danh mục các cái mã cổ phiếu mà chúng ta liên tục theo dõi trong cái thời gian vừa qua và cuối cùng thì sẽ có một vài ý để chúng ta đi phân tích nhận định về xu hướng thị trường trong một cái tuần mới. À, thế thì kết thúc cái tuần giao dịch, tức là phiên ngày 9 tháng 4 thì Hùng đã ra bản tin video số 150 à, phân tích và đánh giá tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4. À, trong đó chúng ta nói đến cái vùng kháng cự mạnh của VN Index ở vùng 1245 điểm của Phái Sinh và VN30 ở vùng 1260 điểm và cái động lực nào để à, có giúp cho thị trường có thể bứt phá à, vượt thoát khỏi cái vùng này. Uh, thì uh, trong tuần giao dịch vừa qua thì chúng ta cũng uh, sẽ có một số các cái ý để chúng ta phân tích và đánh giá như sau thì trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai là cái phiên mà dòng tiền được uh, đồng bộ uh, dòng tiền được kéo đồng bộ trên trụ uh, banh và nhóm chứng khoán cùng với đó một số các cái uh, nhóm uh, các cái nhóm Cup uh, cũng giao dịch tương đối là tốt trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai đây thì cái điểm đánh dấu đỏ đây là cái điểm giao dịch của cái tuần mới thì chúng ta có thể nhìn thấy là VN Index đã tăng à VN30, đây là biểu đồ VN30 đã tăng mạnh trong uh, trong phiên giao dịch của ngày thứ hai ở uh, trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và đến phiên giao dịch của ngày thứ ba thì cái phiên giao dịch ngày thứ hai thì không có gì đáng nói đó uh, phái sinh chúng ta cũng thể nhìn thấy đây chúng ta sẽ view nhỏ lại một tí phái sinh cũng như vậy trong phiên giao dịch của ngày thứ xóa cái này ở của ngày thứ hai là giao dịch rất tốt đây phiên ngày ngày 12 và cái điều đáng nói kịch bản của thị trường của chúng ta được nhắc đến trong phiên giao dịch ngày thứ ba trong phiên giao dịch ngày thứ ba tức là ngày 13 tháng 4 thì tại thời điểm 10 giờ tại thời điểm 10 giờ 15 phút thì ông Lê có đánh giá về cái xu hướng của thị trường tức là thị trường tiếp cái đà tăng của phiên giao dịch ngày thứ hai Tuy nhiên Tuy nhiên À, cái góc độ tăng ở đây thì ông đánh giá rằng là uh, thị trường chủ đạo đang chủ đạo là đang đánh phái sinh tức là uh, tập trung để kéo một số các cái mã cổ phiếu trụ ví dụ như là vic vinhome mansan vinamilk và MVG novaland và một cái số má banh chứng khoán tuy nhiên tại cái thời điểm đó thì ông đánh giá rằng là cái lòng của thị trường cái lòng của thị trường nó rất là xấu lòng thị trường rất là xấu và đưa ra một kịch bản là giả sử như cái câu chuyện là khi trụ bị rút đi đó khi trụ bị rút đi và phái sinh đánh sọt trở lại thì cái hiệu ứng gọi là cái hiệu ứng kéo xả trong phiên thì nó sẽ rất là nguy hiểm và với cái hiệu ứng kéo xả như vậy thì à, cái câu chuyện là thị trường chứng khoán cơ sở sẽ có những cái tín hiệu rất là xấu nên là à, câu nói vui là phòng thân không thừa nhưng mà trong Uh, trong 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 cái lúc này thì chúng ta sẽ uh, sẵn sàng phải đưa ra một cái kịch bản xấu nhất cho, cho thị trường đúng ạ uh, và về ý đồ tạo lập tức hiện tại là kéo trụ và long phá sinh nên trên cái phương diện kỹ thuật là sẽ tục tác chốt lãi tức là tại cái thời điểm uh, 10 giờ15 phút của ngày ra phiên giao dịch của ngày thứ ngày thứ ba tức là ngày 13 tháng 4 đó thì Hùng Lê đã khuyến nghị anh em là chúng ta uh, chốt lãi đó chốt lái bởi vì cái câu chuyện là kéo trụ như vậy thì nó sẽ rất là khó khăn và đến đây các anh chị có thể xem thấy đây đây là đến khoảng tầm độ à, 10:30 10 giờ 30 tức là khi đó hùng phát bản tin đi là 10 giờ 15 phút thì đến 10 giờ 30 vn bắt vn 30 bắt đầu đạt đỉnh ở vùng 1.300 điểm và sau đó thì đã rơi rơi và trong phiên đó thì từ một cái câu chuyện là kéo rất là mạnh mẽ ở à, trong phiên đã tăng lên đến có lúc là tăng 20 điểm, trên 20 điểm và cuối phiên thì cuối phiên giao dịch thì như thế nào các anh chị à, thị trường kết thúc trong một phiên uh, chỉnh giảm đỏ chỉnh giảm đỏ đó và như vậy thì uh, cái cái câu chuyện là khi chúng ta đầu tư lên thị trường chứng khoán thì không phải là, uh, là 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 cái câu chuyện được hay là mất và cái câu chuyện là chúng ta chủ động ứng phó với các cái kịch bản xấu nhất của thị trường và gần như những cái phân tích của Hùng Lê về thị trường thì nó cũng khá là sát cho uh, những anh chị em và kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ ba thì Hùng đã có những cái đánh giá về hai cái kịch bản ở uh, hai cái kịch bản đó buổi tối ngày uh, thường thường vào mỗi buổi tối thì Hùng có đánh giá lại đây 21 giờ 59 phút thì Hùng có đánh giá lại cái kịch bản là câu chuyện là là đi theo hai cái kịch bản của cái phiên giao dịch ngày thứ ba ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta nói về thị trường đó được hiểu theo hai hướng, hai hướng. Hướng thứ nhất là chiều hướng tích cực. Tức là tích cực có nghĩa là trong phiên giao dịch của ngày thứ ba là trụ giữ để cho nhóm mỹ cap chỉnh và uh, sau cái nhịp chỉnh của nhóm mỹ cap nó và như vậy thì uh, trụ sẽ giữ ở trên vùng 1200 điểm cho thị trường. Và nếu như cái phương án này đúng thì uh, thì như thế nào? Thì nó phải có các cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Đó là gì? Đó là phiên giao dịch của ngày thứ tư thì trụ tiếp tục phải giữ nhịp cho thị trường để không chỉnh sâu này tức là trong phiên giao dịch của ngày thứ tư thị trường không được phép chỉnh sâu nhóm mic cup có thể tiếp tục chỉnh và thị trường chung thì cần phải giữ được các cái mốc hỗ trợ đó là những cái tín hiệu chúng ta sẽ quan sát ở trong phiên ngày thứ tư tức là nếu kịch bản một kịch bản tích cực thì nó sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật kèm theo còn kịch bản thứ hai là kịch bản tiêu cực tức là kéo trụ kéo trụ để thoát hàng đó mọi người hay có một cái câu chuyện là là chia sẻ là kéo trụ để thoát hàng đó thì cái hướng tiêu cực này được hiểu theo hướng là phiên giao dịch ngày thứ ba là đầu phiên đúng không đầu phiên sáng kéo rất mạnh và sau đó thì đã đạp cật lực và như vậy đấy là kéo trụ để thoát hàng thế thì cái kịch bản này nếu xảy ra thì cái phiên giao dịch của ngày thứ tư nó phải có cái tín hiệu thứ nhất đó là đó là cái gì ạ? đó là trụ bị giảm đồng loạt nhóm mới cắp tiếp tục bán ở thị trường có những phiên giao dịch giảm điểm rất là sâu thì đấy là các cái dấu hiệu để giúp cho chúng ta nhận diện cái kịch bản đó vậy thì chúng ta đưa ra hai cái kịch bản về thị trường và đến phiên giao dịch ngày thứ tư thì chúng ta phải quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật để à, những cái kịch bản đó nếu đi theo kịch bản a thì nó có tín hiệu gì và nếu đi theo kịch bản b thì nó có tín hiệu gì và à, trong cái buổi tối ngày hôm đó thì cũng, cũng có đưa ra cho các anh chị một cái phân một cái góc độ về phân tích kỹ thuật à, đó là đó là phái sinh phái sinh và VN30 thì phái sinh sẽ có một cái vùng hỗ trợ ở vùng 1270 điểm của phiên nay và dự kiến thì phiên giao dịch ngày thứ tư thì vùng 1270 điểm này sẽ bị sọt và cái cái vùng hỗ trợ sâu hơn là vùng 1260 đến vùng 1257 điểm. Ở trên cái 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 đồ thị của VN30 thì do là cái phiên chiều đó là VN30 bị lag nên là phiên mai sẽ test lại vùng 1270 điểm và sẽ đồng pha cùng với phái sinh đó. Và VN Index thì Hùng đã dự báo ngay từ đầu đó là cái kịch bản mà test vùng 1245 điểm là cái không cái mốc này rất là khó giữ trong cái phiên giao dịch của ngày thứ tư. À, nó sẽ đồng pha với phái sinh và VN30 ở vùng khoảng vùng 1230 điểm đến vùng 1235 điểm. Và ông sẽ lấy các cái mốc này làm cọc tiêu cho phiên giao dịch ngày thứ uh, ngày mai tức là phiên giao dịch của ngày thứ tư và trong phiên thì có thể điều chỉnh. Và do tín hiệu theo đà nên là ông đã dự báo rằng là trong cái phiên giao dịch của sáng ngày thứ tư thì đầu phiên sáng thị trường sẽ đỏ và sau đó sẽ quan sát các cái diễn biến ở trong phiên. Đó thì cái phiên giao dịch của ngày thứ tư đã cho chúng ta một uh, cái view đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây là ngay từ đầu phiên giao dịch của ngày 14 thì thị trường đã bị đạp rất sâu, cái mốc 1245 điểm đã bị phá ngay trong ATO. Đó và nó đi về cái vùng hỗ trợ sâu đó là vùng 1230 đến vùng 1235 điểm. Cùng với đó thì chúng ta nhận thấy rằng phái sinh trong phiên ngày thứ tư đó cái vùng 1 cũng đã dự báo cái vùng 1.270 điểm khả năng là sẽ khó giữ và trong phiên đó thì phái sinh bị đạp về khoảng vùng 1.265 điểm ở chỉ số vn30 cũng như vậy nó đạp về đồng pha cùng với chỉ số của phái sinh ở vùng 1.270 điểm ở đây và trong phiên giao dịch ngày thứ ba thì thì ngày thứ tư thì cũng đã đưa hai kịch bản và kịch bản 1 đã xảy ra tức là gì trong phiên giao dịch ngày thứ tư thì trụ tiếp tục được giữ và thị trường không giảm sâu các mốc hỗ trợ của thị trường vẫn được giữ vững đó các mốc hỗ trợ của thị trường ví dụ như ở vN30 ở vùng 1.270 điểm sau một cái phiên đạp sâu thì nó đã hồi phục nó test lại ở vùng 1270 điểm rất thành công ở đây và bắt đầu thị trường bắt đầu túc tắc hồi phục trong phiên giao dịch của ngày thứ tư thì trong phiên giao dịch của ngày thứ tư như vậy là gì kịch bản chúng ta đưa ra 2 kịch bản và kịch bản thứ nhất đã đúng đó là thị trường vẫn tiếp tục được giữ đó và đến cái phiên giao dịch của ngày thứ năm đúng không đến cái phiên giao dịch của ngày thứ năm kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư thì hùng tiếp tục có những cái đánh giá à, thứ tư tiếp tục đánh giá và kịch bản tích cực trong phiên giao dịch ngày hôm nay đó về phái sinh à, và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục à, đây đưa ra cho các anh chị ở các cái mốc à, trong cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh của ngày thứ ngày thứ năm đó là VNINX sẽ có cái vùng kháng cự 1.265 điểm trong phiên ngày thứ năm và phái sinh và vn30 thì sẽ có vùng 1.295 điểm đến vùng 1.300 điểm đây là cái vùng kháng cự Mặc dù trong phiên giao dịch ngày thứ tư đánh giá cái dòng tiền khá là tích cực và 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 với cái sự tích cực của phiên ngày thứ tư thì phiên ngày thứ năm thì chúng ta sẽ quan sát những cái mốc kháng cự này của thị trường. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đó tối ngày thứ tư thì chúng đã đưa cho các anh chị em trong team một cái cái bức tranh rất là tổng thể của VN30. Đó ví dụ VN30 và Phái sinh sẽ đây phiên giao dịch đáo hạn hợp đồng Phái sinh đấy các anh chị ngày ngày 15 đấy ạ tường đã đưa cho các anh chị một cái góc nhìn rất là tổng thể về cái câu chuyện là phái sinh và VN30 có thể chạm về vùng 1295 điểm đến vùng 1300 điểm đây. Và cứ đến vùng 1300 điểm thì ở trong cái phiên này lại đạp sọt đúng không ạ? Đạp sọt đây và phái sinh các anh chị có thể quan sát ở đây. Vùng 1295 điểm đến vùng 1300 điểm ở đây phái sinh Uh, liên tục lên đến những cái điểm này nó lại bị uh, đạp sọt quay trở lại đó đạp sọt quay trở lại và kết thúc phiên giao dịch uh, của cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh á, thì cũng có lít một uh, số uh, trong phiên đó một số trong phiên thì cũng có lít lại uh, đây này phiên kéo trụ đó có đây ví dụ này cũng uh, có phân tích này ở 10 giờ 29 này VN30 chạm hỗ trợ 1290 này và lực long ngắn thì có thể kéo từ hỗ trợ này. Đó VN Index chạm vùng 1257 điểm. Đó thì trong cái phiên giao dịch thì cũng có đánh giá thêm những cái điểm long sọt ngắn. Đó ví dụ trong cái phiên của uh, đáo hạn phái sinh, đây này cái điểm này này, 1257 điểm đấy các anh chị này. Tức là khi chạm về cái điểm này thì cũng đã có đánh giá cái điểm có thể long ngắn lên đây đó chạm về kháng cự thì lại bị đạp sọt trở lại rồi và một cái điều rất quan trọng trong cái phiên giao dịch sáng ngày uh, sáng ngày hôm nay thì uh, phiên giao dịch sáng ngày hôm nay lúc đó cũng tầm khoảng uh, bao nhiêu uh, bao nhiêu giờ các anh chị nhỉ uh, 10 giờ 30 phút mười giờ ngay từ 10 giờ sáng ngay từ 10 giờ sáng ngay từ 10 giờ sáng thì Hùng đã có những cái đánh giá về ý đồ giao dịch của phiên ngày hôm nay hiện tại các vùng kháng cự mạnh của thị trường chung là đang kéo trụ để à, để đánh long phái sinh các mốc hỗ trợ ngắn các mốc kháng cự tiếp theo các mốc hỗ trợ tiếp theo của VN Index đây mình sẽ view lại cái sáng ngày hôm nay sáng ngày hôm nay nó 13 13:30 30 13 30 thì có một cái đánh giá kết thúc phiên giao dịch sáng à, 10 giờ 30 phút 10 giờ 30 phút quan sát động thái giao dịch của thị trường trong phiên sáng ngày hôm nay. cái lượng mã giảm trên sàn hốt trên lượng mã tăng là 274 trên 134 mã. Điều này cho thấy là các cái mã mặc dù là thị trường tăng điểm, đó mặc dù là thị trường tăng điểm nhưng à, cái câu chuyện là tăng điểm do đâu? Đó ví dụ sáng nay là tăng điểm do vích do một số các điểm trụ để kéo và cái mục tiêu của nó là nó vẫn đánh cái 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 câu chuyện là kéo trụ để 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 đạp mix up và trên biểu đồ phái sinh thì hùng có đánh giá rằng là hiện tại là không có cái tín hiệu xuất sắc tức là có nghĩa là cái cầu long nó cũng không có mà cầu sọt nó cũng không có và đi ngang ở trong biên hẹp và đánh giá về mặt xu hướng tổng thể là kèo sọt nhiều hơn kèo long nên là tại cái thời điểm đó là chúng ta nên hạn chế các cái điểm mua mới trong khi thị trường đang lình xình như thế này và kết thúc phiên giao dịch sáng thì hùng tiếp tục có một cái đánh giá đó là Uh, thị trường xấu, đa phần bị bán mạnh, các nhóm ngành bị chốt. Uh, đây là những cái dấu hiệu cảnh báo những cái tín hiệu xấu của thị trường và phiên ngày hôm nay thì Hùng Lê cũng chủ đạo là uh, quan sát các cái mốc hỗ trợ của thị trường. Và 11 giờ 37 phút thì chúng ta đã đưa lại cái vùng hỗ trợ của VN Index ở vùng 1230 đến vùng 1235 điểm phái sinh và VN 30 ở vùng 1270 điểm và sâu hơn là vùng 1257 điểm đến vùng 1260 điểm. Đó. Vậy thì cái 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 phiên giao dịch của của trong cái buổi phiên giao dịch của sáng ngày hôm nay thì tại cái thời điểm là 10 giờ 30 phút thì cũng có đánh giá rồi. Đó là về phái sinh là không lúc đó tại thời điểm đó là phái sinh đi ngang trong một cái biên hẹp và thiên về cái kịch bản là đạp sọt và trong phiên chiều thì à, thị trường đã rơi rất nhanh. Đó, VN30 cũng như vậy, VN30 đã rơi rất nhanh và cái vùng hỗ trợ 1270 điểm uh, đã bị đạp sọt qua và lúc đó thì cũng có đánh giá ở vùng mươi 1200... 1257 đến vùng 1260 là cái điểm hội tụ kỹ thuật của phái sinh và VN30. Thì chiều ngày hôm nay là phái sinh về đúng cái điểm hỗ trợ kỹ thuật này, bật long lên và VN30 thì suýt soát đạt uh, gọi là suýt soát nó chỉ lệch nhau một tí thôi và VN Index thì lần thứ hai là bị về cái vùng hỗ trợ đây là vùng 1230 đến vùng 1235 và sau khi mà thị trường về đến à, về đến cái mốc đó thì ông lại tiếp tục đánh giá à, một cái à, một cái kèo long ở à, một cái kèo long quay trở lại đó một cái kèo long quay trở lại đó Uh, quay trở lại, một cái nhịp long tại cái vùng hỗ trợ 1.257 điểm và uh, VN INEX ở vùng 1230 điểm thì uh, sẽ tạm lấy uh, cái mốc hỗ trợ đó làm cái tọa độ trong ngắn hạn để chúng ta phân tích cái đường đi tiếp theo của VN INEX, VN30 và Phái Sinh. Đó, thì các anh chị có thể thấy là một cái tuần giao dịch chúng ta có 5 phiên giao dịch thì năm cái phiên nó có những cái trạng thái khác nhau. Và nó có cái sự biến động liên tục về cung cầu, về xu hướng, về các điểm hỗ trợ kỹ thuật. Đó và chúng ta cần phải nắm được. Trong cái buổi tối cứ kết thúc một phiên giao dịch thì chúng ta cần phải ngồi định lượng lại để xem à tức là phiên ngày mai thì thị trường của chúng ta sẽ đi về đâu nó gặp những cái hỗ trợ nào gặp những cái kháng cự nào thì uh, thị trường của chúng ta luôn luôn biến động chúng ta luôn luôn phải chủ động tất cả những cái kịch bản uh, về thị trường chung và sau khi chúng ta có uh, những cái kịch bản về thị trường chung rồi thì chúng ta mới bắt đầu uh, đi vào phân tích chi tiết các cái nhóm ngành phân tích chi tiết các cái mã cổ phiếu bởi vì phần đa các cái mã cổ phiếu của chúng ta sẽ nương theo xu hướng của thị trường tức là khi thị trường xấu gần như các anh chị có thể để, thử để thử đấy mà xem. Ví dụ trong phiên ngày hôm nay cái tầm 1 giờ á à, bắt đầu thị trường VN30 đạp sọt thì gần như tất cả các mã cổ phiếu xấu tốt lớn bé to nhỏ đều đạp theo thị trường hết. nó Vậy thì khi à, 10 giờ sáng à, 10 giờ 3 phút sáng nay thì Hùng đã thiên về cái kịch bản A, à, thị trường có thể đạp sọt thì chúng ta tạm thời chúng ta dừng mua, đúng không ạ? Và những cái mã cổ phiếu nào chúng ta đang có lãi, like, ok. Ví dụ như vậy thì có thể thị có thể xấu đi đúng không ạ? Thì chúng ta tạm chốt một phần đó. Và đến lúc uh, khi mà cái thị trường mà nó bị trong cái cơn hoảng loạn đó, thì tin chắc rằng rất nhiều những anh chị em nhà đầu tư sẽ bán ra cổ phiếu ở vùng khi VN-Index rơi về vùng 1230 điểm thì đấy lại là cái đáy của thị trường. Đó. đáy không phải là đáy đáy trung hạn các anh chị, đáy ngắn hạn đó thì câu chuyện là uh, nhà đầu tư không chủ động được cái 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 cái, cái cái xu hướng của thị trường nên hành động một cách rất là hoảng loạn nhưng khi mà chúng ta đã đưa ra được à tức là thị trường có thể đạp về cái vùng đạp 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 sọt về cái vùng đó thì chúng ta hãy cứ bình tĩnh để chúng ta quan sát xu hướng đó thì ngày hôm nay hùng sẽ dành ra 20 phút đầu để chúng ta nói về thị trường có thể cái phần phân tích cổ phiếu đằng sau thì chúng ta sẽ nói ngắn hơn bởi vì rõ ràng một điều là thị trường trong tuần vừa qua thì không có quá nhiều các mã cổ phiếu xuất sắc có thể đầu tư đó và uh, cái câu chuyện là ông muốn mang đến cho anh chị em đó là trong bất kể một cái tình huống nào chúng ta cần phải đưa ra một cái kịch bản trước về về thị trường ngày mai nó tốt như thế nào nó xấu như thế nào nó có thể gặp hỗ trợ nào nó có thể gặp kháng cự nào đúng không ạ và uh, nhóm ngành nào đang được hỗ trợ ngày mai có xu hướng có thể tăng điểm không hay là tiếp tục uh, đạp sọt và nếu đạp sọt thì sọt về đâu đó vì vân, vân 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 tức là chúng ta luôn phải uh, trả lời được những câu hỏi đó trong cái quá trình chúng ta đầu tư à, và các cái bản tin tuần của hùng thì một tuần chỉ có một bản tin và một số các anh chị em thì có ý kiến là hùng có thể tăng bản tin lên à, nhưng mà hiện tại thì hùng không có đủ thời gian để làm cái việc đó à, các anh chị có thể nhìn thấy đây là bây giờ 800 gần 800 tài khoản hỗ trợ trực tiếp và trong ngày thì cái câu chuyện là để mà ngày nào cũng làm bản tin thì nó khá là khó và có chăng thì hùng đang lên một cái kế hoạch là có thể vào tối thứ tư hàng tuần thì hùng có thể làm live stream trực tiếp ở trên kênh youtube và có thể tương tác một một với anh chị em nhà đầu tư có thể hỏi cổ phiếu và hùng sẽ nhìn ở trên cái dòng comment của anh chị vì chúng ta live stream trực tiếp thì có thể là nói chuyện trực tiếp với nhau được và hùng sẽ căn cứ vào đó thì hùng sẽ trả lời từng cái câu hỏi của các anh chị đó thì cũng có thể là cái buổi live stream đó nó có khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ đó nhưng mà cái câu chuyện đó thì hiện tại là cũng đang có trong dự định nhưng mà cũng chưa thể thực hiện được bởi vì là uh, cái khối lượng công việc cũng tương đối là nhiều ok thì đấy là toàn bộ ở uh, một cái diễn biến uh, của một cái tuần giao dịch rất là căng thẳng phải không anh chị đó và trong cái tuần giao dịch đó thì nó có rất nhiều các cái biến đó, rất nhiều các cái biến thể ở của thị trường thì ngày hôm nay thì hùng sẽ uh, gọi là mô tả tường tận chi tiết uh, các cái phân tích định lượng của hùng lê trong một cái tuần giao dịch như vậy để các anh chị có thể À, nhìn thấy được là nó rất là phức tạp đúng không ạ. Chứ còn à, các cái bản tin tuần hàng tuần thì đôi lúc đúng không có nói. Đó, đúng chỉ view view qua qua thôi nhưng mà thực tế là trên thực tế là để có một cái tuần giao dịch à, thành công hay không hay là định lượng như thế nào thì đã phải mất rất nhiều thời gian để có thể đưa ra được những cái xu hướng như vậy. Ok, chúng ta sẽ view nhanh à, các cái mã cổ phiếu đối với Vix hiện tại thì à, tuần vừa qua cũng là một cái tuần giao dịch khá là tích cực. À biên 136 đến 140 và dự kiến thì nhịp này Vic có thể kéo tiếp lên vùng 150. Vinhome không có gì đặc biệt à, trong tuần à, những cái điểm long sọc ở vùng hỗ trợ 98.5 và vùng kháng cự 105 và hiện tại thì Vinhome đang đi ở trong biên này. VRE cũng không có nhiều các cái yếu tố đột biến à, trong tuần thì VRE công cái vùng kháng cự 36 nhưng mà không thành đây là vùng kháng cự ở đây Uh, tiếp tục uh, quay lại vùng nền hỗ trợ và trong phiên ngày hôm nay trong một uh, cái cái nhịp đạp sọt của thị trường đúng không ạ thì VRE đã có chạm lại cái điểm hỗ trợ 328 sau đó thì bật lên ở trên góc độ kỹ thuật thì uh, cổ phiếu này sẽ chưa thể bật ngại lại ngay được đâu nó sẽ lấp lại gác này và nó sẽ có thể có thêm uh, những cái điểm test tích lũy lại ở quanh vùng 328 328 các anh chị SapiCo SAB thì nó chỉ mang cái tính chất là giữ nhịp cho thị trường thôi Ở trong tuần này thì Sapico khá là xấu khi mà em này em đã bị mất cái vùng hỗ trợ 170 Và với cái việc mất vùng hỗ trợ 170 thì khả năng cao là sang 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 tuần mới Sang tuần mới thì Sapico sẽ có thể quay về cái vùng 160, 165 ở đây Vinamilk đó thì trong cái buổi live stream lần trước hùng có nói đến câu chuyện là uh, cổ phiếu tốt và cổ phiếu xấu uh, thì Vinamilk có tốt không anh chị tốt chứ một mã cổ phiếu doanh nghiệp cực kỳ tốt uh, nhưng trong ngắn hạn nếu chúng ta mua Vinamilk thì chúng ta sẽ khó thành công uh, trong khi những cái mã cổ phiếu uh, giới đầu tư gọi là móc cống uh, rất nhiều anh chị em có dị nghị về uh, về cái cái nhóm cổ phiếu Penny nhưng dưới góc nhìn của hùng lê thì hùng lấy Penny khi nào cũng đẹp Uh, vấn đề là chúng ta có tận dụng được cái những cái nhịp đẹp đó để chúng ta hiện thực hóa cái lợi nhuận của chúng ta hay không mà thôi penny khi nào cũng đẹp đẹp lắm các anh chị đó, móc cống cái gì ở uh, Vinamilk xu hướng ngắn hạn thì chúng ta sẽ có vùng hỗ trợ 95 đến 96.5 GTN ngày hôm nay khá là xấu khi mà em này bị rơi uh, rơi ra khỏi biên ở đây 21.5 đến biên 22 và xu hướng này thì GTN sẽ tiếp tục rơi uh, các anh chị nào mà cầm nắm thì chúng ta có thể bán đi canh bán ở VLC thì cái câu chuyện là chúng ta đã nhìn thấy được một cái đường giảm và trên cái góc độ kỹ thuật là chúng ta cứ bình tĩnh bởi vì là những cái điểm chỉnh giảm này của VLC là chúng ta đã tính toán trước chứ chúng ta không bị động tức là ví dụ như là nó hạ về cái vùng ở đây là vùng 36 đến vùng 37 đúng không ạ Chúng ta có một điểm rồi, ở đây ở vùng 35 có một điểm, ở đây vùng 32 32.5 lại có một điểm nữa. Tức là chúng ta đã nhìn thấy được cái câu chuyện. Đây các anh chị có thể nhìn thấy đây, một cái nhịp chỉnh giảm từ vùng 44 về đến tận vùng 320 mấy đó. Vùng 28 đến vùng 29 thì cổ phiếu này mới tích lũy quay trở lại thì câu chuyện bên này nó cũng như vậy thôi. nó VLC đang chỉnh giảm và chúng ta bình tĩnh từ từ. VDC hiện tại cũng không có nhiều các yếu tố đột biến trên bản tin tuần thì cũng đã đề cập rồi 135 kháng cự xu hướng ngắn sẽ chỉnh lại về 127.5 đến 128.5 và cái vùng này sẽ là cái vùng đệm kỹ thuật ở đây nếu như mà bị sọt cãi ở vùng này thì nó khá là xấu đối với VDC các anh chị lưu ý ở à, HVN vùng kháng cự vùng 34 đến vùng 35 ở đây đã đưa ra cho các anh chị rồi và trên cái vùng kháng cự này đây nó thì chúng ta đã phân tích một cái điểm chỉ giảm về mặt kỹ thuật à, trong tuần thì HVN mất vùng hỗ trợ 32.5 và tiếp tục à, mất tiếp vùng hỗ trợ 31.5 và với xu hướng này thì nó sẽ đánh về khoảng vùng 30 và sâu hơn thì nó khoảng vùng 29 29 5 các anh chị lưu ý AST mà AST đây Uh, một cái nhịp hồi phục và không vượt thoát được trong bản tin tuần trước thì mình có nói rồi, cái vùng 62 ở đây nên trong tuần test lại biên giới thất bại, test lại 60 thất bại. Và vì thất bại nên là câu chuyện là nó sẽ đi thôi, nó sẽ đi xuống và xu hướng thì sẽ đi về lại vùng hỗ trợ 55 đến vùng 56. ACV không có quá nhiều động lực và trong bản tin tuần trước thì chúng ta cũng nói đến cái vùng kháng cự của nó ở đây là vùng 75. Ờ xu hướng giảm và xu hướng chỉnh giảm này thì sẽ đưa ACV về lại hỗ trợ 70 và tạm thời chúng ta sẽ quan sát ở vùng đó. Bảo Việt BVH ngày hôm nay cũng bị đạp tương đối là mạnh và BVH thì cũng có chia sẻ với các anh chị rồi nếu như À mà chúng ta nhìn ở một cái góc độ dài hơi hơn thì chúng ta sẽ nhìn thấy được một cái mô hình vận động của BVH ở đây. Chúng ta lướt T cộng hoàn toàn lướt được T cộng, hoàn toàn lướt được T cộng khi xem các bản tin của Hùng. Ở vùng 63 là kháng cự thì chúng ta mang ít hàng chúng ta bán đi và ở vùng hỗ trợ 57.5 thì chúng ta bắt thăm dò. Cái điểm bắt thăm dò này thì ít nhất là điểm này thành công, điểm này thành công, hai điểm rồi. Còn điểm này, điểm này thì cũng ok còn cái điểm này có thành công hay không, đó thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta chờ những cái tín hiệu ở đây, đó chúng ta cứ bắt một ít một thôi, đó nếu mà sai thì chúng ta sẽ chấp nhận, chúng ta sẽ sl đây. À, còn góc độ về trung hạn của em này, tức là em sẽ phải cần đi ngang ở trong cái vùng này để nó tích tích nền lại, tích nền lại trước khi mà nó hình thành được một cái điểm, tức là cuối cái con đường này là chúng ta phải chờ cuối con đường này phải có những cái tín hiệu kỹ thuật để xác nhận xem là bbh khi nào sẽ đi vào cái trend kỹ thuật trung hạn ví dụ như vậy Uh, họ man san và trong đó có man san thì điểm số của thị trường là đã phụ thuộc uh, tức là có một cái phần góp công rất lớn của man san uh, trong những cái thời điểm ví dụ phiên giao dịch của ngày thứ tư ngày thứ năm à đây ngày thứ thứ tư uh, man san kéo rất mạnh và đến thời điểm hiện tại thì man san cũng đã break được cái nền 95 đến nền 97 như vậy thì câu chuyện là đang kỳ vọng man san em mở trend chính vậy nên là ngày hôm nay thì cũng đã quyết nghị cho tài khoản công ty mùng lê chúng ta sẽ À, bắt đầu bắt Masan Bắt San ở vị thế thăm dò Ở cái vùng 95 đến 97 đây Và kỳ vọng Masan sẽ mở trend kỹ thuật ở đây Từ đây MML thì cũng không có gì Yếu tố đột biến đâu các anh chị Kháng cự ở trên này rồi, 59 à, Ngắn hạn thì có thể đi về hỗ trợ đây 54 đến vùng 55 Xu hướng thì sẽ đi về vùng này Vùng này mà không trụ được Thì nó lại đi về đây thôi 528 thì khi mà cổ phiếu mà đi đi, đi rơi xuống thì chúng ta sẽ quan sát cái động thái rơi và không phải là cứ gặp hỗ trợ là chúng ta mua đâu gặp hỗ trợ rồi chúng ta phải quan sát tín hiệu đảo pha đảo pha xu hướng đảo pha xu hướng nếu như các anh chị học về phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ hiểu đảo pha xu hướng là như thế nào đó ví dụ như thế MSR à, rồi MSR thì cũng không có gì đột biến đúng không ạ trong thời điểm hiện tại thì chúng ta cứ gặp hỗ trợ đây <laughs> 20 thì chúng ta mua kháng cự đâu đó 23.5 23 23.5 23 thì chúng ta bán tạm thời ở uh, lướt lát trong những cái uh, nhịp đánh T+ rất là ngắn như vậy. MVG thời điểm hiện tại thì cũng không có nhiều các yếu tố đột biến, chủ đạo đi ngang ở biên 133 135. Uh, PNC uh, kỳ vọng PNG mở trend và uh, trong một cái nhịp phân tích ngắn thì cũng đã đưa target của PNG về vùng 95 trong tuần thì đã có điểm đạt là 94.8. tám ờ, gần sít soát khoảng 0 200 đồng nữa thì đạt lên cái target thiết kế. Như vậy là cái phân tích của chúng ta cũng uh, không được 8 9 điểm nhưng mà cũng được 6 7 điểm rồi đúng không anh chị, tức là nó cũng khá là sát, khá là sát từ cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây 87.5 đến 88. Phiên ngày hôm nay thì có một cái điểm uh, test lại cung thì trong ngắn hạn. Như vậy trong ngắn hạn thì PNG sẽ hình thành ở trong một cái nền từ ở vùng 87.5 đến khoảng vùng 95. Phân tích một số em nhựa nào BMP. Ờ, nhựa Bình Minh ở thời điểm hiện tại đã có một nhịp khuyến nghị chém cá ở đây và dự đạt ở khoảng vùng 62. Đó, khi chạm kháng cự 62 rồi thì nó đạp sọt. Đạp sọt thì dự kiến ở vùng 60, tức là biên ngắn sẽ đánh ở vùng 60 đến vùng 62. Ba con A, trong tuần vừa qua thì đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu, đó là vùng 17.5 đến vùng 18 trong một cái nhịp phân tích kỹ thuật sóng lên của Ba con A. Nếu không nhầm thì bắt đầu từ từ đây ở vùng 13 14 gì đó các anh chị và bây giờ chúng ta đã đưa những cái target của nó lên khoảng vùng 17.5 đến vùng 18. À, xu hướng hiện tại thì Ba con A đã mở được cái trend trung hạn hay chưa thì hiện tại cũng chưa đánh giá được bởi vì cái vùng kháng cự ở đây Uh, sẽ cần uh, có thêm những cái đánh giá ở vùng kháng cự này tức là bao na sẽ đi ở biên khoảng 16 năm đến biên 18 uh, nó sẽ đi ở trong biên này và có những cái tín hiệu kỹ thuật uh, bứt nền ở đây đó sau khi nó bứt nền xong thì nó sẽ quay lại uh, quay lại test ở đây và cái, các cái tín hiệu test của nó thì cũng sẽ đánh giá thêm và cổ phiếu Bauna thì hiện tại đang tương đối khá là đẹp thì về đến kháng cự thì bài học rồi bài học vỡ lòng nó là cứ 30 đến 50% cứ mang hàng ra mà dã đúng không? đừng có ngại ngần cái gì cả à, DAG chia cổ tức nên là bây giờ là nó những cái hình vẽ này nó bị sai lời hết rồi à, nhưng chúng ta sẽ nhìn về đây thì chúng ta sẽ hiểu được ở đây đó là trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích một sóng lên thì bây giờ giá 7.12 thì nó sẽ tương đương với khoảng vùng giá 8 đến vùng giá 8.1 tức là lãi nôm na là lãi và đến cái vùng kháng cự thì chúng ta phải làm gì các anh chị chốt hàng đúng không ạ chốt đấy phiên này chốt đi phiên này chốt đi không chốt thì bây giờ phiên này nó rơi tõm xuống thì lại anh ơi có bán không? Câu chuyện nó là như vậy nên mọi người chúng ta sẽ uh, luôn luôn bị động và cái bị động đó nó xuất phát từ uh, cái, cái 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 nói nôm na đó là cái tính cầu toàn của chúng ta, chúng ta không biết thế nào là đủ cả. Nhưng với quan điểm hùng là cứ chạm kháng cự là đủ hoặc là về target là đủ. Đó. Ờ uh, PLP PLP đấy, chạm về đây là đứt ngay 116. Thì cái vùng kháng cự 11.6 này là đã đưa cho các anh chị rồi Đó đây này phía này này à, Rồi và sau đó thì nó quay lại nó test vùng 10.6 thất bại Khi test 10.6 thất bại thì xu hướng nó sẽ kéo lại về vùng hỗ trợ đây tức là vùng 9.5 đến khoảng vùng 10 G và Uh, G, thời điểm hiện tại uh, hơi xấu và hôm nay thì nó test lại về vùng 50 khả năng vùng 50 này thì nó sẽ lình xình ở đây hai phiên nếu mà gãy tiếp 50 thì nó sẽ đi về lại ở đây các anh chị đó là vùng uh, bao nhiêu đấy vùng 47 đến vùng uh, vùng 46 đến khoảng vùng 47 ở đây uh, FPT FPT đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là FPT cũng tương đối là khỏe đó các anh chị và vùng hỗ trợ của nó ở đây là vùng 79 và cao hơn ở đây. ở vùng kháng cự ở đây là vùng 81 và hiện tại thì đang kỳ vọng FPT sẽ đi ở cái biên 79 đến biên 81 này cho đến khi gọi là qua cơn nguy nan. qua cơn nguy nan được hiểu tí nữa cuối bản tin thì cũng sẽ phân tích cái 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 điểm gọi là cái cái tín hiệu kỹ thuật ở thời điểm hiện tại là tạo lập đang muốn thị trường nắn thị trường theo kiểu như thế nào thì những cái phân tích đó nó là một cái góc nhìn tương đối các anh chị nhá, chứ không phải là góc nhìn tuyệt đối. Ông đưa ra để cho uh, cộng đồng nhà đầu tư tham khảo. Còn với những cái tài khoản mà ông Lê đang quản lý thì ông Lê sẽ có hàng ngày sẽ có những cái phân tích hàng ngày thì nó sẽ sát hơn so với một cái phân tích tổng thể để nói về cả tuần. DGVK uh, thời điểm hiện tại là hơi xấu rồi. Uh, nó sẽ có xu hướng quay về lại vùng 106 đến vùng 110. CMG CMG vùng 30 37 vẫn là một vùng kháng cự và hiện tại ờ uh, chạm vùng hỗ trợ 35. Uh, sẽ có thêm một hai cái điểm test ở quanh vùng 35. Cãi vùng 35 thì nó sẽ về lại vùng thấp hơn ở dưới này, 33 đến vùng 33.5. Ờ uh, ITD ở trên góc độ trang kỹ thuật tuần, như vậy ITD cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở vùng 14, target là 14. Uh, và nhìn dài hơn, rộng hơn, xa hơn thì ITD sẽ có xu hướng chỉnh về đâu đó khoảng vùng 12.25. MFS sẽ phân tích cái mã cổ phiếu này ờ, Một số các anh chị em đang cầm thì có vẻ đang hơi suốt ruột nhưng uh, Phải chờ thôi không có cách nào khác cả Bởi vì cái cách đi của cổ phiếu này thì nó đánh lên đây nó đánh lên xong nó rũ sạch rồi nó lại đánh lên Nó đánh lên đây rồi nó đang rũ này nhịp này nó đang rũ thì xu hướng là chúng ta sẽ quan sát ở quanh vùng 30 Sâu hơn thì có thể phải tính toán đến khoảng vùng 28 Vùng 28 đến vùng 27.5 đến vùng 28 bởi vì cây nến ngày hôm nay thì sẽ quan sát thêm cái điểm của phiên ngày thứ hai để chúng ta có thêm đánh giá ở vùng 3 x à, nhóm ngành xây lắp thực tế ở trong thời điểm hiện tại à, không có nhiều các yếu tố đột biến vì vậy hùng sẽ bỏ qua cái nhóm này chỉ phân tích một số các cái mã cổ phiếu được gọi là 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 cơ bản thôi để view cho các anh chị xem ở à, nhóm xây lắp hiện tại là đang bị chốt trình hết không còn một cái mã cổ phiếu nào có thể đẹp có thể có điểm mua cho các anh chị ở Novaland thì uh, chúng ta đã phân tích một cái yếu tố đầu cơ của mã cổ phiếu Novaland này tương đối là dài ở cái vùng nó đi sideways ở đây. Đó, nó đi cái biên sideway ở đây và cái mấu chốt của vấn đề của Novaland nó đến từ cái phiên giao dịch đó là phiên giao dịch nó bứt được cái nền 84 85 ở đây. Sau đó tiếp theo nó bứt được cái nền 93.5 ở đây. Đó, nó bứt được nền 93.5 và với xu hướng hiện tại thì có thể kéo lên vùng 100 15 Novaland. Đạt Phương thì tuần trước có một cái tín hiệu khá là tốt và sau đó thì mình đã đưa ra một cái vùng hỗ trợ 35.3 đến khoảng vùng 35.8 à, cho mã cổ phiếu Đạt Phương và trong tuần thì đi à, lình trình đi ngang khá là đi ngang ở quanh cái biên này và phiên kết tuần thì có một cái lực cầu khá là tốt để đánh đưa Đạt Phương lên vùng 38 đóng cửa vùng 38 và dự báo thì trong nhịp này có thể đi về vùng 39 đến khoảng vùng 40 Đạt Phương thì đang khá là ok Uh, CRE thì uh, trong giai đoạn vừa qua nó có những cái câu chuyện khá là riêng Và cái target của CRE thì Hùng đang đưa về cho các anh chị ở vùng 34 uh, Mạnh hơn thì có thể đánh về vùng 36 nhưng trước mắt là vùng 34 đã uh, Còn khi nào mà đạt được cái vùng 34 thì chúng ta sẽ có những cái xây tiếp theo uh, LDG LDG trong tuần thì đã có một cái điểm đánh uh, rất là đẹp Và uh, trong cái kịch bản và phân tích tuần thì Hùng đã đưa cho các anh chị uh, một cái góc nhìn về LDG Uh, từ từ vùng ở đây từ vùng 6.5 rồi sau đó nó đánh vòng vo lên đến khoảng vùng 7.8 ở đây và nó lại quay lại nó test lại vùng uh, vùng 7 lần 2 và từ vùng 7 này thì chúng ta đang phân tích một cái sóng lên và từ 7 là phân tích lên được đến khoảng vùng 8.5 đến vùng 9 và cái vùng 8.5 đến vùng 9 này thì trong tuần nó liên tục kéo xả kéo xả ở qua qua cái điểm này và ở tín hiệu kết tuần thì ldG đã bị chốt mạnh ở à, đây là một điểm chốt mạnh với dòng tiền suy yếu, dòng tiền suy yếu đó các anh chị. Khi cái câu chuyện là dòng tiền nó nó bị suy yếu thì uh, cái xu hướng của cổ phiếu thường là lình trình đi ngang và thiên về kịch bản trình giảm. Ở uh, thì ngắn hạn LDG có thể sẽ quay lại test lại cái cung ở đây của nó là vùng 8.3 trong một cái hình vuông ở đó, trong trong một cái nhịp trước thì nó test lại vùng 8.3 và tuần tới thì nó xu hướng lại kiểm tra lại 8.3. Đất xanh DX g ở thời điểm hiện tại cũng không có quá nhiều các cái yếu tố đột biến về mặt uh, kỹ thuật hỗ trợ vùng 22.5 và uh, kháng cự ở vùng 25.5 đến khoảng vùng 26. HBC HBC thì hỏng uh, uh, rồi, đó. Thì cái câu chuyện lồng đưa cho các anh chị một cái vùng hỗ vùng kháng cự 19.5 này, đó. Thì tại sao chúng ta cần lại phải mua cổ phiếu HBC ở những cái vùng này đúng không ạ? Mua ở vùng này là chết rồi. Đó, mua ở vùng này là chết rồi. Phiên này hôm nay nó đạp, nó đạp về nền. À, thì nó lại đạp về cái nền hỗ trợ của nó ở đây là bao nhiêu ta? Nền 16 năm đến nền 17 thì nền này chúng ta lại quan sát quay trở lại của HBC ở đây, ví dụ như vậy. C2, C2 cũng phải bị cũng bị đạp tương đối mạnh. Uh, uh, C2 trên góc nhìn uh, trung hạn uh, Tuy nhiên về đến cái vùng ở đây Tức là cái target mà chúng ta xây là vùng 26.5 ở đây Thì C2 đã bị đạp Và sau cái nhịp đạp đó thì chúng đã đưa ra cái vùng 25.4 Là cái vùng chốt dạng cuối cùng của C2 Phải giữ lại được thì mới gọi là trung hạn Chứ còn cái nền này mà nó bị mất rồi Thì có nghĩa là trong ngắn hạn nó sẽ bị áp lực chỉnh Và các anh chị có thể nhìn thấy đây Khi vùng hỗ trợ kỹ thuật bị mất C2 bắt đầu lừng khừng và bắt đầu bị rơi mạnh Uh, và phiên kết tuần thì đã bị rơi về lại vùng 23.7 đến vùng 23 nhưng cái điểm này khả năng cao là khó giữ. Khi mà dòng tiền này các anh chị nhìn thấy bắt đầu từ đây. Đó khi chạm kháng cự một cái, dòng tiền bắt đầu cục đầu, đó giống như kiểu cái đuôi ấy mà nó cục đầu xuống, nó ví dụ như vậy là buồn rồi. Rồi, ok như vậy là khả năng cao thì nó sẽ hồi tụ lại ở vùng kỹ thuật vùng 21 đến vùng 21.5 của xe 2 trong ngắn hạn có mã nào nữa không các anh chị nhỉ? V VCS đi. Ờ VCS cũng đây, vùng chạm vùng kháng cự 100 rồi là cái hình mũi tên đỏ này là đang mô phỏng một cái chiều hướng là cổ phiếu đi xuống, dòng tiền cũng từ đây đi xuống, đường mát xấu. Ờ ok, như vậy là quay trở lại về vùng 90, nhóm sẽ lắp không có gì đột biến cả. Ờ, rồi, ờ, chúng ta sẽ đi sang nhóm dầu khí, chúng ta có gas Hiện tại thì giá dầu đang tăng khá là tốt các anh chị này Dầu đang bật tăng khá là tốt à, Tuy nhiên à, thì dầu nó cũng chỉ là một phần thôi à, Gặp phải các anh sọt của phái sinh thì thôi rồi lượm ơi Đó Vàng cũng đang tốt các anh chị này Đó vàng này phân tích cho cả nhà cái vùng ở đây này Vùng 1670 đến vùng 1700 điểm này là cái vùng hỗ trợ cực sâu của giá vàng thế giới à, Với những nhà đầu cơ vàng Thời điểm này là thời điểm tốt nhất để tích trữ vàng cứ yên tâm như thế nó ngoài phân tích chứng khoán phân tích cho cả anh chị cả vàng luôn dầu đang ổn thời điểm này mua vàng cực tốt ở uh, uh, không có nhiều yếu tố đột biến đây kháng cự uh, lừng lững ở đây 90 và hỗ trợ ở đây uh, vùng 85 đi từ vùng 85 đến vùng 90 PLX xấu uh, khi mà chúng ta thấy rằng là trong một cái nhịp đánh lên ở đây thì gần như cái target mà vùng xây cho PLX cao nhất là vùng 59 đến vùng 60 các anh chị có thể xem lại các bản tin tuần cũ ở đây đó và về đến đây rồi là nó lình xình như này mua thì cũng bất an đúng không ạ và đầu tư thì nó cũng chẳng có lãi có lời gì cả tốt nhất là bỏ qua PLX ở cái giai đoạn này không khuyến nghị đầu tư luôn đó về lại hỗ trợ này thất thủ ở vùng 56 và xu hướng này thì tiếp tục rơi PLX sẽ tiếp tục rơi Uh, nếu mà rơi ngắn rơi đẹp thì sẽ có thể về hội tụ ở vùng 50 Còn nếu rơi sâu thì có khi lại rơi về lại cái vùng hỗ trợ sâu ở dưới này uh, Pet Pet là vùng kháng cự đây các anh chị Và mô phỏng một cái mũi tên đi xuống Pet cũng đi xuống rồi uh, Ngắn hạn thì em ấy sẽ chạm lại vùng 19.5 đến vùng 20.5 uh, PXS đó chạm kháng cự này Kháng cự này cái đường này là cái đường kháng cự đấy các anh chị 8.5 đến 8.25 trong tuần đây Chạm đến vùng này thì Canh mà chốt đi còn cái gì nữa vùng ở dưới này thì Chém cá Mua đảo à, Ngắn hạn Ngắn hạn thì lại về lại đây về vùng lại 7 đến vùng 7.2 quan sát ở vùng này PFL là một cái mã cổ phiếu trong nhóm uh, Dầu khí cũng có phân tích uh, Trên một cái góc nhìn uh, trung hạn và trên một góc nhìn trung hạn như vậy thì chúng ta sẽ đưa ra một cái nền hỗ trợ sâu của em này đó là vùng 3.5. Ờ, thì bây giờ là chỉnh nhát thứ nhất này là dự kiến cái vùng này những cái vùng uh, vùng này là khả năng bật nó hơi khó này. Vùng này bật khá là khó 4.5, khả năng sẽ bị sọt tiếp bởi vì nhóm dầu khí đang bị đánh mà, đang bị đạp. Dầu khí đang bị đạp rất rất là mạnh luôn. Thì xu hướng là PFL sẽ về lại, tích lũy lại cái vùng hỗ trợ mạnh của nó ở đây là vùng 3.5 đến vùng 3.7, vùng này chúng ta quan sát. Rồi, pvs PVSC, à, không có nhiều yếu tố đột biến khi à, chúng ta nói đến cái vùng kháng cự của nó khoảng vùng 24.3 ở đây. À, trong một tuần, thậm chí là hai tuần, nó đi về cái vùng kháng cự này và nó không thể vượt thoát qua được không thể vừa tác qua được và hiện tại thì hỗ trợ 228 đi trong biên ngắn 228 đến vùng 24 năm uh, PVD chúng ta sẽ xem PVD như thế nào nào ở uh, PVD ở đây vùng kháng cự của nó đây các anh chị 23 3 24 vùng này cũng đã đưa cho các anh chị rồi trong các bản tin có thể là bản tin video tuần số 149 đồng đã phân tích một cái nhịp uh, hồi dự kiến của PVD sẽ chạm về cái vùng này rồi về đến vùng này thì lại đạp sọt trở lại Đạp sọt trở lại thì hỗ trợ đây 21 Tức là biên 21 đến khoảng biên 24 Chấm hết BVT Đó kháng cự đây Vùng 18-3 chốt đi chứ còn gì nữa Rồi nó lại về lại hỗ trợ đây Vùng 16-8 đến vùng 17 thì quan sát thêm Vùng hỗ trợ này giữ được Tức là khi về gặp hỗ trợ Không phải cứ gặp hỗ trợ là mua Gặp hỗ trợ rồi chúng ta quan sát tín hiệu đảo chiều ở tín hiệu đảo chiều được hiểu như thế nào thì đây các anh chị tín hiệu đảo chiều này đây là một tín hiệu đảo chiều tốt này đó rồi sẽ hướng dẫn cho các anh chị luôn đây đây cũng là một cái điểm tín hiệu tức là không không phải là bây giờ chúng ta nhìn thì chúng ta mới nói sau ờ, mình sẽ phân tích cho các anh chị này đầu tiên là một phiên kéo xả này tức là cái phiên này gọi là phiên trong phân tích kỹ thuật gọi là phân phối giảm kết thúc một cái phiên phân phối giảm rất là sâu thì phiên thứ hai nó trả lại uh, gáp của cái phiên đầu tiên và đến phiên thứ ba nó tiếp tục giảm sâu và rút chân thì chúng ta sẽ lấy cái vùng hỗ trợ 15 là vùng hỗ trợ để chúng ta phân tích một nhịp hồi của PPT. Các anh chị cứ xem lại bản tin tuần nào mà có cái đoạn này này sẽ có có cái phân tích đấy của PPT ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 15. Như vậy thì đây đây là các cái tín hiệu đảo chiều của pha chu kết thúc gọi là dự báo thôi, dự báo kết thúc của một cái pha chu thế giảm và chuyển sang một cái pha chu thế tăng. Đó, học phân tích kỹ thuật nó hay các anh chị, doanh nghiệp cơ bản thì nó không thế thôi. Học phân tích kỹ thuật hay lắm nếu mà mọi người nắm được rất là sướng. BVT rồi à, đến OI. OI không có gì cả. 15 kháng cự nhẹ nhàng thì chỉnh về lại 13.5 ta quan sát tiếp. BSR Đây 15.5 16 kháng cự 18 ờ, Trong cái kịch bản mà trong bản tin cũ á, Là Hùng có nói đến cái vùng 17.3 là vùng hỗ trợ để chúng ta có thể kỳ vọng lên target 20 Nhưng mà cái 17.3 này bị phá rồi các anh chị này Trong tuần nó bị phá rồi Thì cái câu chuyện là target 20 chúng ta phải dừng lại Đó POV kép POV kép -E ở đây có một cái vùng kháng cự đây là 14 tương đối là khó khăn trong tuần thì có điểm đánh qua nhưng phiên test lại thì thất bại và chính vì test lại thất bại nên xu hướng là nó lại đạp về nền thôi nhẹ nhàng thì nó sẽ về lại vùng 12 năm và sâu hơn thì nó sẽ về lại vùng 12 12 3 rồi chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm banh và nhóm chứng khoán thì hiện tại là nhóm banh và nhóm chứng khoán đang bị đạp rất mạnh đang bị đạp rất mạnh à, thì trong một cái ý đồ về tạo lập thì cũng đang mường tượng một cái câu chuyện là trụ của chúng ta sẽ giữ nhịp cho thị trường chung và sau đó thì uh, nhóm make up chỉnh này rồi banh chỉnh này chứng khoán chỉnh này và một số các cái nhóm ngành cơ bản khác nó cũng chỉnh ví dụ như trong thời, thời gian vừa qua hùng không hề có phân tích nhóm uh, nhóm thủy sản đúng các anh chị nhóm thủy sản không hề phân tích nhóm bất động sản khu công nghiệp không hề phân tích rồi nhóm cao su thì cũng có một vài mã đó tức là những cái nhóm hành đến bây giờ nó không có cái cơ hội đầu tư đó mà mà các anh chị cứ nôn nóng chúng ta mua là chúng ta chỉ có thất bại thôi nó không hề có một cái cơ hội đầu tư nào sáng sủa cả trong cái giai đoạn vừa qua là duy nhất chỉ có các em móc cống mới đưa lại tiền thôi đó nói thế cho với các anh chị đó còn lại là những cái em blue chip những em cơ bản tốt là chúng ta mua vào là chúng ta bị 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 lệch chu thế hết Việtcom banh không có nhiều các yếu tố đột biến Trong bản tin tuần cũ thì mình đã nói đến cho các anh chị rồi Vùng 102 là vùng kháng cự của cổ phiếu Và từ đây thì nó đang bị đạp Đạp thì nó cũng chẳng có gì cả Vùng 95 hỗ trợ Rồi có thể nó sâu hơn một tí là vùng 94 Thì chúng ta sẽ quan sát những cái hỗ trợ này thôi Và sau một cái giai đoạn này này Thì chúng ta bắt đầu chúng ta mới có cơ hội mua banh và chứng khoán này Cứ chuẩn bị tiền đi Sắp có cơ hội rồi Sợ không có tiền mà mua Ờ uh, BIDV trong nhịp phân tích một sóng lên 46 là kháng cự nói rồi nhá, không phải bây giờ cổ phiếu chỉnh giảm rồi mới bảo với các anh chị là 46 là kháng cự nhá. Đó, một số các anh chị là uh, vào comment rằng là nói sau nói trước, tức là chúng ta không có tranh luận về mặt quan điểm đó và YouTube trang trang bị cho người sáng tạo, tức là những người làm như Hùng Lê ở đây thì người ta gọi là người sáng tạo đó đạt được 100.000 sub chẳng hạn là được nút bạc Tức là được làm những cái cái người sáng tạo của YouTube Và khi mà mà, mà có những người sáng tạo rồi á, được được trang bị những cái công cụ đó Chúng ta không có tranh luận ở đây Và bit thì có uh, xu hướng chỉnh lại 42.5, 42.5 42 Và dự kiến thì uh, khả năng vùng này khó giữ các anh chị Đạt tương đối mạnh, dòng tiền đang cắm đầu như thế này khó giữ lắm Xu hướng là sẽ quay về lại hỗ trợ 40 đến 40.7 ACB như vậy là cái kịch bản mà ACB test lại nền 34 bị thất bại chính thức bị thất bại trong bản tin tuần tuần này sau khi em đánh bật lên và dự kiến đánh bật lên ở đây thì nó phải quay lại nó test lại cái nền 34 này và nền này thì chính thức là bị thất bại ở đây rồi xu hướng ngắn hạn thì ACB như thế này thì ACB lại quay về lại hỗ trợ thôi Hỗ trợ ngắn của em này ở khoảng vùng 31.5 đến vùng 32 các anh chị CTG à, Công thương thì chưa chưa được gọi là thất bại nhưng cái phiên giao dịch ngày hôm nay cũng là một cái phiên cảnh báo những cái tín hiệu nguy hiểm của công thương Khi mà trong phiên đã có những cái điểm là nó sọt qua vùng 41.5 rồi Nhóm banh hiện tại tương đối xấu, tương đối xấu các anh chị nhé, đấy dòng tiền đang như này, tín hiệu Mark như này với lại một số các chỉ báo kỹ thuật khác Thì gần như cổ phiếu sẽ khó, rất là khó bật và phiên giao dịch ngày thứ hai các anh chị có thể quan sát cho một vùng 41.5 41.5 mà bị đạp gãy tức là có một cái tín hiệu nến đỏ xác nhận như này đó, bao giờ nó phải có một cái tín hiệu xác nhận được sau đó đấy gọi là tín hiệu đảo pha xu thế đâu các anh chị đó hoặc là tín hiệu phân tích kỹ thuật đó đó thì chúng ta sẽ có những cái định lượng tức là gặp cái tình huống này thì đang cầm hàng là chúng ta phải biết đường mà chạy Uh, MBB, MBB trong uh, sau khi mà MBB đánh thoát nền ở đây này thoát nền 29.5 thì cũng có nói đến một cái biên uh, ở đây là biên 31 đến biên 31.5 nó phải test tích lũy ở đây thành công để có thể đánh về vùng 34 nhưng mà biên này chính thức cũng bị phá tức là thất bại thì với cái sự thất bại này thì cái cái vùng 34 là nó không còn nữa đúng không ạ và uh, chúng ta lại phải quay lại uh, về lại để kiểm tra lại cái vùng cung cầu ở đây đó là vùng 29 29 năm MBB VPBank à, Xin lỗi cả nhà Techcombank Techcombank TCB tcp à, TCB thì cũng có đưa cho các anh chị ở đây là biên 42 và biên ngắn ở đây là biên 40 Trong phiên ngày hôm nay đã có lúc biên 40 bị vi phạm kỹ thuật rồi Và với cái câu chuyện như thế này thì khả năng biên 40 cũng sẽ khó giữ và nó sẽ có xu hướng test lại biên 38, test cung 38 uh, TP, Bank, TP Bank, đấy đấy tại sao chúng ta lại phải mua ở phiên kháng cự như này uh, rất may là để xem nào bao nhiêu anh chị em uh, bản tin này có 8.000 view uh, hơn 8.000 view 8.000 anh chị em đã không mua uh, tích à, uh, tiên phong banh ở vùng chắc chắn là không mua ở vùng 29 năm đến vùng 30 khẳng định luôn Đấy và đâu đó những nhà đầu tư nào mà không được xem những cái bản tin của ông Lê thì đã mua phải những cái vùng này Đấy là những cái vùng kháng cự của cổ phiếu Đó và hôm nay thì lại hỏng rồi 28 bị phá à, Với cái việc mà vùng 28 bị phá như vậy thì nó sẽ quay lại nó kiểm tra lại cung ở cái vùng hỗ trợ sâu hơn Ở đây là khoảng quanh vùng 26, 26 năm ở đây các anh chị HD Bank Uh, HDBank cũng thất bại, thất bại rồi uh, Sau một cái nhịp mà Bank đánh ở đây đó là đánh ở vùng 27.5 đến vùng 28 và phiên này là một phiên test cung Nó test lại điểm sâu ở đây là khoảng vùng 27.2 và phiên kết tuần thì nó bị uh, phá luôn Và với cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì Ngắn hạn thì nó sẽ đâm về vùng 26, vùng 26 này không trụ được thì nó sẽ đâm về khoảng vùng 25 Uh, dòng tiền như thế này thì chỉ có đâm xuống thôi chứ không phải đâm lên được đúng không ạ khó lòng mà đâm lên uh, SHB ở trong giai đoạn hiện tại thì nhìn thấy cái lực cầu đang uh, tụt đang tụt tương đối mạnh uh, thì chúng ta tạm thời lấy cái vùng hỗ trợ 23.5 trong bản tin tuần thì cũng nói rồi tạm lấy cái vùng này là vùng hỗ trợ và cái vùng kháng cự ngắn của nó ở khoảng vùng 27 uh, nôm na anh chị em nào bắt được ở khúc này thì đến khúc này cũng chốt tạm đi bởi vì xu hướng đang xấu xu hướng chung ấy, xu hướng chung của nhóm manh đang xấu. Ở như vậy là STB vùng kháng cự 24 không thể vượt qua được rồi. Một tuần công nhưng công không nổi và với những cái tín hiệu dòng tiền cắm đầu như này và cái mốc ở đây là cái mốc hỗ trợ cuối cùng ở 22 thì các anh chị có thể quan sát ở phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới. Nếu như mà STB vẫn nằm trên 22 thì ok nhưng nó có một cái cây nến đỏ đặc dài như này nó xác nhận một cái điểm nó đạp sọt gãy vùng 22 đấy là tín hiệu nguy hiểm liên việt bot Bank một mình uh, chống chọi với báo tố của thị trường thì trong phiên ngày hôm nay là em ấy cũng đã đạt được cái target 19.5 và không đóng cửa được ở cái cái giá trị cao nhất ở trong phiên do thị trường quá là xấu Ờ, nhưng với xu hướng ngắn này thì uh, Liên Việt postbank hoàn toàn có thể đạt lại cái target 19.5 đến vùng 20 Thì ở vùng đó thì đấy là vùng kháng cự thì chúng ta cũng canh để chúng ta chốt Một em pen BVB nữa BVB nếu mà tính ra là BVB đã có lợi nhuận các anh chị nhé Chứ không phải là không có lợi nhuận uh, Nếu như chúng ta mua khéo, uh, khéo thì ở vùng 12 Mà không khéo thì ở khoảng vùng 13 và đánh lên được đâu đó chạm được vùng 15 năm như vậy là 2.000 2,5 mà chia cho 13. Như vậy là cũng đạt một cái tỷ suất lợi, lợi nhuận 19% các anh chị, 19% mà chia cho lãi suất banh bây giờ được 6% một năm. Tức là bằng gửi banh 3 tháng à, 3 năm đó, bằng gửi banh 3 năm. Rồi. Ờ, BBB chạm cái vùng này là vùng kháng cự rồi 15 năm test cung ở đây nó bị thất bại xu hướng ngắn hạn thì BBB sẽ quan sát ở vùng 13.8 đến vùng 14.2 đó cái vùng ngắn ngắn ở đây của nó đây 13.8 đến vùng 14.2 ở đây ở à, vùng này mà giữ được thì ok nhưng mà không giữ được là xấu nhưng anh chị nhé không giữ được là xấu thì xấu được hiểu theo góc độ như thế nào tức là nó sẽ về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn đó nó sẽ đánh về vùng 13 sâu hơn thì ở đây nó sẽ là vùng 12.2 12.3 ở thì đây thì vùng này thì khả năng là chúng ta lại canh canh mua trở lại thôi. Phân tích một số các cái mã ngành chứng khoán VCI. Ở hiện tại thì VCI không xem nào, à, vùng kháng cự của nó 70 vẫn hiện hữu ở đấy và vùng hỗ trợ ngắn của nó ở đây vùng 63.5. năm à, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn thì cũng đang thiên về kịch bản là chỉ giảm. SSI rồi, đó, các anh chị nhìn thấy đây này, vùng 36 vùng 37 là kháng cự thì chắc chắn rằng là tám hơn 8.000 anh chị em xem bản tin của Hùng thì sẽ không mua SSI ở vùng này Đúng không? vùng kháng cự chẳng ai cầm tiền đi mua cả mà một số các anh chị nào mà không được tiếp cận với những cái phân tích kỹ thuật của Hùng Lê thì chắc chắn là mua ở đây rồi mua ở đây thì sao t ba lỗ à, rồi và tức là cái câu chuyện là mua cổ phiếu xong lỗ hay lãi thì chúng ta không thể tính toán một cách tuyệt đối nhưng một cách tương đối chúng ta nhìn À, chúng ta có những cái phân tích chúng ta có những cái lý do và chúng ta có những cái định lượng chúng ta gạch ra đầu dòng vì sao chúng ta không mua ở điểm này mà vì sao chúng ta mua ở điểm này có thể có những điểm hỗ trợ chúng ta mua vẫn thất bại các anh chị nhưng cái thất bại ở cái điểm hỗ trợ nó sẽ khác cái thất bại ở điểm kháng cự chắc chắn là như vậy từ điểm kháng cự mà mua phải á, là nó khi mà nó bị rơi nó rơi rất là nhanh nhưng mà từ cái điểm hỗ trợ nếu mà có thất bại có sai thì nó sai chút đi thôi nó chỉ dê dịch ba năm thôi ví dụ như vậy thì đấy là những cái mà chúng ta đã loại bỏ được rất nhiều những yếu tố rủi ro đúng không anh chị đó kiến thức nó nằm ở chỗ đó à, HCM cũng như vậy HCM cũng như vậy vùng 33.5 đến vùng 34.5 tội gì chúng ta phải mua ở đây đúng không ạ chúng ta thà rằng là chúng ta chờ về đây đó ưng hoàng phúc hát rồi thà rằng như thế thà rằng như thế thà rằng là cầm tiền chứ chúng ta thà rằng là cầm tiền chứ không không mua ở đấy à, không mua như thế ví dụ thế mà chúng ta phải chờ về đây để chúng ta mua Tất nhiên mua ở điểm này cũng có thể thất bại Nhưng mà câu chuyện thất bại ở cái điểm mua Ở vùng 3 nó sẽ khác Cái điểm thất bại ở vùng mua ở vùng 33.5 đến vùng 34 Thì mua chi tít tận trên ngọn cây như này Đó Xưa ngắn hạn là như vậy uh, SHS cũng không có nhiều các yếu tố đột biến rồi trong tuần uh, trong phân tích kỹ thuật phân tích tuần đó, thì dự báo là em này em này break đây test lại cung đây những cái điểm test cung khá tích cực rồi nhưng trong tuần thì nhóm ngành chứng khoán nó bị đạp toàn bộ như vậy thì nó khó lắm. Tức là khi mà cả dòng mà bị đạp á, và nhóm mà bị xấu thì ít khi mà có được một cái cái mã cổ phiếu nó lộn ngược dòng nó khó lắm. NNS ở đây phiên ngày thứ hai các anh chị quan sát 30, cái 30 thì chúng ta cũng phải bán. MBS Uh, dự kiến là cán cột mốc 28 nhưng mà đi được đâu đó đến vùng 27 mấy đây này thì đã bị chốt rồi này. Uh, thì ngắn hạn là MBS tạm thời uh, sẽ quan sát lại phiên ngày thứ hai ở vùng 24 để chúng ta xem xem là cái vùng 24 này giữ được không. Gãy vùng 24, 24 thì cũng có thể là chúng ta phải tiến bạn lên đường. Uh, CTS đó, vùng đây này, đúng không ạ? 18 kháng cự 18 năm kháng cự đùng đùng ở đây rồi thì khi cổ phiếu về đến đây chúng ta không mua. À, xu hướng ngắn hạn CTS cũng bị chốt và bị chốt như này thì sẽ đi về lại khoảng khỏe thì vùng 16, sâu hơn thì khoảng vùng 14 đến khoảng vùng 15 tích lũy trở lại. FTS FTS bây giờ là rồi trong phân tích kỹ thuật dự báo là đi về khoảng vùng 19 năm đi được đâu đó khoảng vùng 19 cộng 193 ở đây này thì chết này quay lại test nền thất bại với như thế này cũng thì như thế này thì cũng tạm gọi là thất bại bởi vì nhìn cả dòng chứng khoán mà nó đang đạp như thế thì cái cơ hội mà để nó đậu lại ở cái vùng 17 7 này khó xu hướng ngắn hạn thì sẽ đánh về khoảng vùng 17 sâu hơn thì lại quay về đây quay về nền đây 16 16 năm ta lại bắt trong nhịp này là ta bắt này trong nhịp này là ta bắt này nó không sao cả VND VND ở đây uh, lưu ý là vùng target đề cử cho vùng 38 trạm 38 thì có thể có những điểm test lại quanh vùng 35 tức là biên 35 đến biên 38 quan sát AAS AAS Target 11 Chốt được không cả nhà Chốt được chứ Chốt là tiền về Chốt là tiền của mình Đó là quan điểm của Hùng Rồi một phần chốt ở đây Dự chỉnh lại vùng 97 Nhưng 97 khả năng khó giữ Sâu hơn sẽ là vùng 9 đến vùng 9.3 à, Quan sát phiên giao dịch vào Ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới Sẽ đậu lại ở cái vùng hỗ trợ này Thì chúng ta sẽ quan sát thêm Thì cái câu chuyện là khi mà cổ phiếu lên chạm những cái vùng kháng cự, chạm target, target ta xây 11 mà. Tại sao chúng ta lại không chốt ạ? À? Đó, nên là cái câu chuyện là sai ở cái góc độ là, là chúng ta không biết như thế nào là đủ cả. nó nhưng với 11 là đủ rồi, với 10.7 là đủ rồi, 10.8 là đủ rồi. Đó, thì chúng ta chốt bớt đi thôi. Và sau khi chốt xong tiền về thì nó lại có được những cái cơ hội đằng sau. Còn khi chốt xong cổ phiếu tăng, ok, happy uh, dành cho những anh chị đến sau. Đó, tôi tán lộc đúng không ạ? câu chuyện nó nằm như vậy rồi bây giờ thì cũng sẽ phân tích cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu nào nữa nhỉ nhóm thép Ok nhóm thép đang khá là trâu điên à, HPG trong tuần thì đã đạt về cái target 53 và sau đó uh, phiên kết tuần thì HPG đã có những cái điểm lo sọt quanh vùng 55 thì trong ngắn hạn thì cái 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 điểm sáng của cổ phiếu này á của, của nhóm thép nói chung và của Hòa Phát nói riêng thì đang có xu hướng đánh lên. À, và để được đánh lên được á thì chúng ta lại lấy cái biên 53 đến biên 55 làm cái biên tích lũy của nó ở đây thì nó cũng không khác gì cả, nó cũng không khác gì khi khi nó tích lũy ở vùng 49 đến vùng 50 để đưa về target 53. Đó, thì bây giờ muốn lên được 60 thì nó cần phải tích lũy ở lại vùng này và vùng này tích lũy thành công thì cái cơ hội để đánh lên vùng 60 của Hòa Phát là còn. Hoa xem thì sẽ nâng lên target ở vùng 32. Và biên ngắn của nó sau khi nó chỉnh kỹ thuật nó sẽ ở khoảng 30.5 đến biên 32. NKG họ chính thức là đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 25. Dự kiến thì nó sẽ kéo lên khoảng vùng 26.5 sau đó nó test lại vùng 25 không gãy và lực cầu ổn định thì sẽ kéo tiếp còn ngược lại gãy 25 chốt. TLH một cái kênh một cái mã cổ phiếu đúng thật là nó đi vào một cái kênh xu thế trung hạn. Bởi vì đây này các anh chị nhìn thấy chữ này không ạ? M3 đến 3.6 tức là tại cái thời điểm này nó bắt đầu phân tích một cái sóng tăng của TLH từ vùng 3.6 đến vùng 4 mà đến bây giờ là lên vùng 14. Vẫn chưa hết sóng, lên đến vùng 16, chưa hết sóng. Như vậy là một cái trend tăng tăng trung hạn và nếu mà chúng ta nhìn thấy được sớm những cái trend cổ phiếu những cái kỹ thuật cổ phiếu như thế này thì chúng ta sẽ có những cái trận đánh rất là dài. Thì uh, TLH trong ngắn hạn uh, là sau khi nó break cái vùng kháng cự 13 nó mở tren, chính thức là trong tuần trong tuần thì TLH mở tren. Thì mở tren cái thuật như thế này thì có thể có, nó sẽ đánh về lại vùng 18. Điểm mua không còn, nói chung là điểm mua không còn. Có hàng thì chốt. TVN hơi yếu một tí nhưng không sao cả. À uh, vùng 14 hỗ trợ và bây giờ thì nó đang đánh ở biên 14 đến biên 16. Còn pom này pom này thì đầu cơ thôi, vùng 20 là kháng cự này. Những điểm chỉnh kỹ thuật ở đây nó có thể chỉnh quanh 18, không gãy thì cầm, gãy 18 thì chốt. VGS là đã có phân tích cho các anh chị một cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật ở vùng 21 và trong tuần thì có 1 2 3 4 phiên. Ờ, 4 phiên chạm 21 sau đó thì kéo lên và cũng kỳ vọng một cái cách đánh của VGS ở thời điểm hiện tại nó mở trend giống như kiểu con TLH đó. Đó, nó, nó mở trend giống như vậy. Rồi, một số... À, nhóm ngành xi măng nhé. Yeah. HT1. Xấu rồi. HT1 như vậy là target ở đây. Nó xây ở đây là vùng 19.2. Và với tín hiệu kỹ thuật như này là HT1 xấu. Xu hướng ngắn hạn 17, 17, 3. BCC, BCC cũng xấu rồi. Như vậy BCC là kháng cự ở đây của nó 13 năm. Uh, không thể vượt thoát được vùng này và xu hướng quay lại nền 11 5 năm. 11 5 đến 12 2, nền này nền 11 5 mà bị phá thì nó sẽ bị đạp sọt sâu hơn đó các anh chị. Quanh vùng 10.5 nên chuẩn bị tinh thần. Cổ phiếu HOM HOM như vậy là trong một cái nhịp lên target 7, chiết soát đạt được 7 và hai phiên ờ uh, hai phiên uh, lình xình ở quanh vùng 6.5 và phiên này thì đang có thể hiện một cái sự đuối à, thì sức đuối này thì nó sẽ dự chỉnh lại nó sẽ dự chỉnh lại ở đây vùng 5.5 đến vùng 5.7 của hôm BTS BTS là dự vùng dự chỉnh vùng 6.8 đến 7 BTS ở đoạn này đánh hơi hơi chầy nhỉ xem nào thường sẽ có hai tuần giảm như vậy là BTS cũng phải chuẩn bị sẵn một cái kịch bản xấu hơn nếu như đội này đánh sọt đội này đánh sọt như vậy là tạm thời tạm thời thì cũng cứ lấy cái vùng ở đây là vùng 68 đến vùng 7 nhưng cái vùng hỗ trợ sâu hơn à, có thể tính toán ở thời điểm này đó là vùng 6 tức là có những cái điểm mà nó đánh gãy ở đây nó đánh gãy ở cái vùng 6.7 68 ở đây thì nó sẽ đánh về 6 và từ đây thì cái điểm hội tụ kỹ thuật của cổ phiếu BTS nó sẽ rõ ràng hơn ai chả làm một nước à, nhóm ngành phân bón B BFC à, BFC ở đây là đang tính toán một cái kịch bản đánh break nền 23 nhưng mà hiện tại là chưa có và xu hướng này thì lại xấu rồi. Test cung 22 bị gãy thì xu hướng sẽ đánh về khoảng vùng 21, vùng 21 gãy thì những tài khoản nào mà đang cầm thì chúng ta canh để chúng ta chốt lãi. Đạm cà mau. Đạm cà mau thì cũng xấu à, khi cái vùng kháng cự ở đây vùng 18 không vượt thoát được phiên ngày hôm qua giao dịch xấu này, phiên ngày hôm nay thì tiếp tục một cái đà xác nhận. À, nằm ở dưới cây nến đỏ đặc như này là tương đối xấu nên ngắn hạn thì sẽ chỉnh về đâu đó khoảng quanh vùng 16. Đạm Phú Mỹ cũng như vậy, đạm Phú Mỹ thì xu hướng là quanh vùng 18 năm đến vùng 18 7. Nhóm cảng biển thì chúng ta có GMD. Đó GMD này, cái vùng kháng cự đấy, cái, 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 ít nhất là khi mà chúng ta phân tích những cái điểm kháng cự và hỗ trợ của cổ phiếu thì nó cũng có những cái tác dụng nhất định đó, GMD gặp kháng cự đúng không ạ, bị đạp sọt xuống và ngắn hạn thì lại về lại đây 31 đến 31.2, quan sát thêm HAH vùng kháng cự 20, 26 đúng nhỉ đây phải 26 anh chị đúng rồi 26 ờ, và xấu rồi, khả năng là sẽ có những điểm đạp từ vùng 26 ngắn hạn thì sẽ đạp về vùng 22 VNA là một cái mã cổ phiếu đầu cơ của nhóm ngành càng biển và xu hướng ngày xu hướng tuần nó bị mất điểm 6.7 cũng là một cái điểm hỗ trợ khá là xấu và với cái điểm này thì xu hướng cao là sẽ đánh chạm về vùng 5.5 nhóm ngành Việt theo VGI nhiều anh chị hỏi là có bán ở thời điểm này không thì bán thời điểm này là bán hỗ trợ đó các anh chị À, bán là chúng ta bán ở đây này những cái điểm hồi kỹ thuật lên đến đây chúng ta bán còn những cái điểm này thì chúng ta tập trung quan sát để chúng ta có thể canh bắt thì ngắn hạn của nó ở đây là vùng 36 36 36.5 CTR sau khi mất vùng 90 thì tuần này đang có những cái điểm lo sọt lại quanh vùng 85 đến vùng 90 và theo Hùng thì những cái điểm lo sọt này nó sẽ chưa kết thúc Uh, có nghĩa là nó chạm 90, nó đạp lại Xong đấy nó lại uh, Nó lại long lên Để nó xây lại cái nền ở đây Và cần có những cái tín hiệu để xác nhận Cái nền hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây QNS Ok cho các anh chị nhỉ QNS đây, có gì đâu ạ à? 44 là kháng cự Mang hàng ra mà chốt Bây giờ nó lại về lại hỗ trợ đây, 41.5 Vùng này lại quan sát thêm thôi uh, Có tín hiệu đảo pha ở đây thì chúng ta lại cân FPT Như vậy FPT em không có nhiều yếu tố đột biến Hỗ trợ ở đây 20.5 đến vùng 21 à, Kháng cự ngắn ở đây khoảng vùng 23.5 đến vùng 24 à, LSS ở thời điểm hiện tại thì sau khi mà chúng ta xây cái target 14 đến 15 ở đây này và thì nó có những điểm gọi là điểm gì ạ những điểm lo sọt qua đây và khả năng đây cũng là những cái target cao nhất và những cái target cuối cùng bởi vì LSS là chúng ta phân tích từ vùng 8 từ đây này từ vùng nếu không nhầm là vùng 7.5 đến vùng 8 hoặc là cái vùng ở đâu đâu ở dưới này mà đưa lên được một cái target đến tận 14 đến 15 rồi như vậy là cũng là một cái nhịp tăng trung hạn rồi và nó thỏa mãn cái điều kiện một cái nhịp tăng trung hạn thời điểm này cũng không còn là những cái thời điểm để chúng ta mua hàng tốt nhất của à, của cái gì ạ? của LSS nữa nhóm ngành dệt may TCM TCM đánh sổ số như thế nào được vẫn đi ngang sau một cái đoạn đi ngang này nó mới hay này đó thì không gãy 110 thì cứ thế cầm đó gãy 110 thì chốt TNG thì cũng không có nhiều yếu tố đột biến đã phân tích rồi vùng 26 là vùng kháng mấy cự là kháng cự và vùng ở đây là vùng 22.5 là vùng hỗ trợ thì tạm thời sẽ quan sát ở trong cái biên này EVE có một mã cổ phiếu chúng ta phân tích ở trên góc độ trung hạn đưa target lên vùng 18 và hiện tại thì nó đang có hai tuần chỉnh giảm về vùng hỗ trợ ở đây đó là vùng 16 16 năm thì quan sát thêm vùng hỗ trợ này mà bị phá thì xu hướng nó sẽ đánh sâu hơn một tí ở đây vùng 15 à, VGT với tín hiệu kỹ thuật hiện tại là xấu rồi các anh chị sau khi mà nó rơi đây từ 16 hồi phục lên vùng 18 và lại bị rơi tiếp và như vậy có thể nói là như vậy nó sẽ hình thành một cái sóng xê chỉnh ở đây cái sóng xe chỉnh này thì nó sẽ tương đối là mạnh và có thể là nó sẽ giã hết cái 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 biên lợi nhuận của nó khi nó đánh ở trước này đây thì uh, như vậy thôi cổ phiếu có một nhịp tăng thì nó sẽ có một nhịp giảm và cái đoạn này chúng ta bắt vgt rất là tưng bừng này uh, các anh chị có thể xem lại những cái bản tin uh, của tháng 12 hai uh, trên kênh youtube uh, chứng khoán Chiến minh đến từng con sóng để xem lại cái, những cái đoạn bắt của vgt còn đến đây là cái đoạn thoái trào rồi tức là thoái trào của cổ phiếu Thái trào cổ phiếu và đây những anh chị nào mà chúng ta đầu tư ở trong cái giai đoạn thái chào này thì gần như nó sẽ uh, khá là rủi ro cơ bản là rủi ro ở uh, GIL uh, không có nhiều yếu tố đột biến rồi 70 đến 72 cái 70 thì chúng ta canh mà chốt PPH trong phiên ngày hôm nay khá là xấu nha yeah, nó bị mất cái vùng ở đây là hơi xấu này mất vùng 27.5 hơi xấu. Như vậy trong ngắn hạn khi vùng này bị mất thì nó sẽ vùng 26 khả năng khó giữ. Vùng 24. Như vậy là phải chờ lại về vùng 24. 24 để chém cá ở trên thớt thôi, chấp nhận chờ về lại vùng 24. Nhóm ngành cao su, chúng ta xem GVR GVR xấu rồi đó phiên ngày hôm nay cũng xấu rồi à, kháng cự của nó là vùng 3x hỗ trợ của nó là vùng 26 phiên ngày hôm nay cũng bị mất 26 anh chị này với một cái lực cầu bán tương đối là mạnh 5 triệu cổ phiếu đó, à, và với việc mà GVR bán mạnh như thế này thì xu hướng sẽ là xu hướng chỉnh giảm ở sau đấy ở à, DRC kháng cự 29 cũng xấu rồi dòng tiền cắm đầu Uh, như vậy thì uh, nó sẽ đạp lại về vùng hỗ trợ 26.5. Vùng này 26.5 mà bị gãy thì sẽ uh, tức là cái cái câu chuyện là các anh chị chúng ta dò điểm, nó chúng ta sẽ không biết được đâu là đáy cả vùng này gãy thì nó sẽ đi tiếp vùng này. Vùng 24 gãy thì nó lại uh, nó lại nó lại đánh xuống vùng này, vùng 22. Đó, ví dụ như vậy thì qua hàng tuần thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá này. phr uh, phr pH, pH cũng xấu rồi như thế này là gọi là xấu dã man tàn bạo rồi đó khi chúng ta view một cái góc view tổng thể như vậy là xấu rồi vì sao vì cái đỉnh của nó tạo ra được 70 và cái vùng thứ hai ở đây nó chỉ tạo ra được vùng 63 và thuần về phân tích kỹ thuật tức là nó đang đi vào một cái đao chen và đao chen này có thể sẽ tính toán là đao chen trung hạn uh, vì sao lại downtrend trung hạn bởi vì đây đây nó đã, đã có một cái nhịp tăng trung hạn ở trước đó bao giờ nó cũng vậy khi mà cổ phiếu xuất hiện một nhịp tăng trung hạn ở trước đó thì nó sẽ có một nhịp đao tren trung hạn ở sau đó thì từ vùng giá uh, PHR tăng từ vùng giá 37 đến vùng giá 40 mươi uh, cứ cho là 40 chúng ta bắt được đi và lên đến 70 như vậy là cũng tăng 30.000 30 trên 30 40 một cái tỷ suất lợi nhuận tương đối và đây nó đang đi vào những cái vùng gọi là vùng thoái trào của cổ phiếu và sau những cái vùng thoái trào này thì nó về đến vùng 35 đến vùng 40 thì ối lại thơm lúc này sợ các anh chị không có tiền nó bắt thôi đó lúc này thì lại lại tiền về tức là nó ví dụ như này mô phỏng một cái đường đi nó sơ sơ như thế này đó xong nó về đến đây nó oằn là hoàn ở đây xong đó nó lại bật lên đấy thì đấy lại là thời điểm mà chúng ta lại phân tích một sóng lên và cái thời điểm đó thì anh chị em của chúng ta là chuẩn bị tiền đó ví dụ như vậy đẹp không các anh chị đó đánh chứng khoán nó không cần vội đâu chúng ta cứ bình tĩnh thôi chờ những cái nước cờ đẹp thì chúng ta đánh. 1 giờ 15 phút rồi, ok chúng ta sẽ view qua thêm một số các mã cổ phiếu uh, PEN, PEN đó, SDT, uh, SDT sông Đà như vậy là sông Đà dự kiến là đánh về 7.5, lịch trình ở đây 7.5 không giữ được rồi, như vậy là sông Đà cũng đang bị chốt, <laughs> bị chốt chung với cả thị trường. Ngắn hạn thì vùng 6.5 đến vùng 6.6 đây là hỗ trợ sẽ quan sát trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tức là ok ông đạp về đây à, Đạp về đây thì quan sát hỗ trợ này, hỗ trợ này mà không giữ được thì chúng ta sẽ tính toán được à, tiếp những cái điểm hỗ trợ tiếp theo SD6 à, hiện tại thì nó cũng đang gặp được cái hỗ trợ ở đây là vùng 5 SD3, SD3, SD3 đấy gần về đến vùng 6, chạm à, 6 tức là đây này cái vùng này là cái vùng kháng cự của nó bị đạp rồi, SD3 cũng bị chốt cho anh chị nhá, tín hiệu như này là bị chốt rất là mạnh đấy, có hàng thì chúng ta cũng bán thôi, SD4 cũng bị chốt như vậy là SD4 đã đạt được target cao nhất ở vùng 8. bản chất những cái mã cổ phiếu này khi mà mình có phân tích về về nhóm sông Đà, về nhóm sông Đà là khi đó khi đó là là là, là nó đâu ở đây này ở vùng 5 đúng không ạ? Đâu đó ở vùng 5, 5.2 Đấy là cái thời điểm mà chúng ta phân tích Cái nhóm cổ phiếu ngành sông đà Đó từ vùng 5 mà đánh đến 8 Là được 3, 3 trên 5 là được bao nhiêu phần trăm? Tính xem nào 3 trên 5 60% các anh chị Tức là từ cái thời điểm mà Mình phân tích cái nhóm sông đà đến bây giờ Đó nắm từ vùng này đến vùng này là 60% đó, Nhìn nó bé bé thế này thôi nhưng mà 60% Là một cái tỷ suất lợi nhuận đáng mơ ước Đáng mơ ước các anh chị Trong quá trình đầu tư SKG Ok tín hiệu break và tín hiệu test lại nền hôm nay test lại nền 13 nó cũng bị thất bại <laughs> dòng tiền đấy dòng tiền bị đánh gập xuống tín hiệu đường mát xấu như vậy là trong ngắn hạn thì Super Đông Kiên Giang cũng bị chốt chỉnh rồi nó không thể trụ được nó không thể trụ được và cái biên mà dự kiến nó sẽ quay lại là biên 11 năm đến biên 12 các anh chị tức là ngắn hạn thì Super Đông Kiên gia khả năng là không 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 trụ được nhiệt không trụ được nhiệt rồi đó đi về đây ở FRT đấy, kháng cự đây 32 canh mà chốt ngắn hạn là về hỗ trợ rồi đấy, đấy về vùng hỗ trợ rồi thì vùng hỗ trợ ở đây tiêu tiêu bé bé ở đây thôi đó ở quanh vùng 26 26 năm ở đây này Đấy, lại quay về vùng hỗ trợ đây. À, MBG sau khi mà cổ phiếu này đánh break 10 trong tuần thì cái điểm break này nó bị thất bại. À, cái điểm break này bị thất bại thì cũng đã dự phòng thêm các cái điểm ở quanh vùng 9, vùng 88 và vùng 8.5. Và trong phiên ngày hôm nay thì có một điểm sọt sâu về vùng 8.5. À, về ngắn hạn, ngắn hạn thì cũng cần, cần quan sát thêm cái điểm 8.5 ở đây. Đấy, khả năng điểm 8.5 này mà không giữ được thì à nó sẽ phải chấp nhận một cái điểm nó sâu hơn. Ở đây là khoảng 7.2 đến khoảng vùng 7 7.2 đến khoảng vùng 7.5 các anh chị. Tức là ngắn hạn nó sẽ sẽ điểm này sẽ là điểm 8.5. B2. Ờ à, B2 như vậy là target chúng ta đưa là vùng 12 thì trong tuần là B2 đạt được ở đây vùng 11.7 trên vùng 12 như vậy là cũng đạt được khoảng 6 7 điểm các anh chị nhỉ. Đó, trong một cái đánh giá về tổng thể. Ok thì nó sẽ bị chỉnh giảm lại thôi bởi vì thị trường đang quá là xấu và trong một cái nhịp đánh sổ số của B2 như vậy là chúng ta cũng đã ăn được rồi, có lãi rồi. Đó, ngắn hạn thì dự kiến test lại 10, gãy 10 thì nó sẽ đi xuống những cái vùng sâu hơn. H R bị chốt rồi đó. Thì ờ uh, thì trong một cái nhịp ở uh, phân tích ở đây thì cũng có đánh giá về khả năng là sẽ đây cái hình mũi tên này sẽ đi được về đến 7. Nhưng mà trong tuần thì nó đi được phiên này là nó đi kéo uh, kéo khá xa đấy, lên được 7.36 và sau đó thì nó tụt về 7. Xu hướng này thì H bị chốt rồi. Chốt bị chốt rồi, chắc chắn là bị chốt rồi và đây là những cái tín hiệu kỹ thuật mà Ờ, chúng ta học về phân tích kỹ thuật thì chúng ta có thể thấy rằng đây là tín hiệu xác nhận rằng là cổ phiếu này đang bị chốt hai đã bị chốt chưa cả nhà hai hai hôm nay cũng bị chốt tương đối mạnh nhưng mà cái lực cầu khá là khỏe nôm na là cũng chốt được rồi nói chung hai ở cái tầm này là cũng chốt được rồi về bản chất về phân tích kỹ thuật thì cũng có nói đến hai ở vùng giá năm thôi tức là bật bật lên đến tận 5 nhưng mà bây giờ nó lên được tận 6 rồi thì như vậy cái vùng này là cũng là cái vùng mà chúng ta cũng có thể gọi là chốt lời. Không còn thơm nữa rồi. AMD uh, phiên ngày hôm nay về mặt lý thuyết nhìn thế này thôi nhưng mà AMD cũng đã bị chốt tương đối là mạnh. Tương đối là mạnh ở đây và đây là những cái điểm mà về mặt kỹ thuật rung lắc mà chúng ta cũng cần phải chú ý. Hút dự kiến đường đi về 8 trong tuần thì đạt được vùng 7.5 ngắn hạn. Là phiên ngày hôm nay thì hút đã đi về lại vùng 6.4. À, tức là những cái điểm hỗ trợ sâu của hút ở đây ở khoảng vùng 6.4 và rút chân lên thì cái điểm rút chân này thì cũng chưa chắc đã đã có thể đánh giá được là hút sẽ quay trở lại xu hướng tăng điểm bởi vì đường MAC của hút đang xấu. Đường MAC đang xấu. Đường mát như thế này thì cổ phiếu Rơi vào dạng lãi xấu nên là chúng ta phải chú ý. VHG, VHG thì lên được tầm 4.5 rồi. Ờ trong một cái mục tiêu đánh về khoảng vùng 5 thì đã lên được 4.5 và trong phiên ngày hôm nay thì cũng đang hơi hơi bị đuối ở đây thì đuối sức như này thì sẽ cần thêm những cái điểm về mặt kỹ thuật để phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 cũng sẽ đánh giá lại. Đó, khỏe là vùng 3.8, ông phải giữ được vùng 4 đến vùng 3.8 của VHG phải giữ được, còn ngược lại vùng 3.8 bị đảo sọt và bán mạnh ở cái vùng này thì như vậy là chúng ta cũng phải tạm chốt. Đó. Chốt thì tiền mới về của mình à uh, ITA trong tuần đã có một cái điểm đánh uh, tương đối là tốt và đạt được cái vùng giá mục tiêu của chúng ta là quanh khoảng vùng quanh vùng 8.5 và đánh được lên. Thì uh, sau điểm đánh này thì ITA lại đang treo trở lại, đang treo trở lại test lại vùng 8.5 thì như vậy 8.5 sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ ở đây. Phiên ngày thứ hai, đó, không gãy thì còn được, còn gãy 8.5 chốt HHS là HHS xấu rồi. HSS như này thì lại xấu rồi. Ờ, hôm nay HHS bị mất hỗ trợ 7.7. Về mặt lý thuyết là khi cái cái nhịp mà HHS mà ông phân tích ở đây á là đưa cái vùng tại cái vùng target của nó là vùng 8 Thì sau khi mà chạm 8 rồi á thì chúng ta xây ở cái vùng này gọi là cái vùng biên test cung cầu. À, uh, biên test cung cầu và đến uh, phiên ngày hôm nay thì biên test cung cầu bị thất bại. Đây là phiên test cung cầu bị thất bại và đây là tín hiệu chúng ta cần phải bán cổ phiếu. Cần phải bán cổ phiếu. Ở uh, HAG cũng như vậy. Đấy, đây là HAG là chúng ta đưa cái target của nó về vùng 6.25. Và khi về 6.25 thì đây cũng là những cái phiên mà đang test cung cầu này, 6 đến vùng 6.25. Và phiên phiên này là một phiên tín hiệu đầu tiên để cho thấy rằng là a à, chúng ta cần hành động rồi như thế này là nguy hiểm rồi và khả năng phải bán mà đúng ra là bán đó cứ nhìn thấy những cái tín hiệu mà test cung cầu mà nó không ổn định tại cái vùng kháng cự như này là chúng ta cứ ra hàng thôi mạnh dạn ra hàng bởi vì đây này đó chúng ta cứ nhìn thế này đấy được chưa từ vùng này mà nó táng xuống tận đây mà chúng ta cứ ôm lại hàng làm cái gì thì mới bây giờ nhỡ may nhá đấy đúng nói nhỡ may thôi đấy nó lại tiêu phát này đây là nhỡ nhá từ vùng 6 mà nó táng về vùng 4.5 thì chúng ta bán ở trên này xong đó về đến vùng 4.5 về vùng 4 chúng ta cân lại có phải đẹp không đúng không ạ à, rồi TTF TTF gặp kháng cự 8 vùng vẫy ở đây và bị mất hỗ trợ 7.75 khi cái vùng hỗ trợ 7.75 này bị mất thì xu hướng là cổ phiếu sẽ sẽ như nào sẽ đi về vùng hỗ trợ sâu hơn Ông hỗ trợ sâu của em này đang ở khoảng vùng 7. đang sẽ test lại vùng 7 nhưng vùng 7 này khả năng khó giữ. Với một cái uh, tâm lý về thị trường như thời điểm hiện tại thì uh, TTF ở vùng vùng 7 khó giữ, khả năng là khó giữ. Và nó sâu hơn thì nó sẽ có thể nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ dưới này này. Vùng 6.5 khả năng là sẽ đi về vùng 6.5 trước khi mà nó có ở uh, những cái tín hiệu kỹ thuật hồi phục ở đây của TTF này. BVG. À, uh, BVG thì hỗ trợ cho bị phá. Đây hỗ trợ 6 đến vùng 7. Đây là vùng hỗ trợ của BVG. Và uh, sau những cái nhịp kéo lên thì nó sẽ quay lại đây để nó test lại cung BVG. SSN thì đang chờ lại ở vùng 8.5. Đấy, mọi người có bảo là vùng 8.5 sâu thế, nhưng ngày hôm nay là vùng 8.5 nó còn sọt gãy cơ. Thì với cái sự sọt gãy này thì đấy hôm nay là 7.6, như vậy là 8.5 còn không giữ được. Xu hướng 7.6. Dòng tiền cũng đang cắm đầu đi xuống, nhìn chung là uh, khi mà dòng tiền cắm đầu với lại nhìn chung là các cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì đang thiên về cái kịch bản giảm và khi cổ phiếu giảm á thì chúng ta thấy à dò hỗ trợ thứ nhất dò hỗ trợ thứ nhất mà nó test thành công thì như vậy đấy là cơ hội để bật nó có còn hỗ trợ thứ nhất mà không test thành công thì nó lại về hỗ trợ hai đó cái cậu quá trình là chúng ta đi dò đáy nó và dò đáy đấy thì nó phải theo các cái tín hiệu kỹ thuật hàng ngày thôi nó ví dụ như vậy HSL HSL là một mã mà kỳ vọng là sẽ tiếp tục đánh. Hiện tại thì uh, hỗ trợ của mã cổ phiếu này vùng 7.3 đến vùng 7.7 trong vùng 7.5 là biên kỹ thuật thì phiên ngày hôm nay cũng đang về lại cái biên hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta sẽ quan sát thêm. HSL trong thời điểm hiện tại nếu mà xét ở trên trang kỹ thuật tuần. Đấy chúng ta hãy nhìn ở đây đó. Thì cái cơ hội mà để HSL đánh tiếp là còn VKC trên trang kỹ thuật tuần thì VKC có một vùng hỗ trợ đây 7 đến vùng 7.5. Và những cái điểm test này thì cũng tương đối là ổn định. Vùng kháng cự 8, VKC cần phải thoát vùng 8 thì cái đó thì cái cơ hội đi tiếp của VKC nó sẽ còn. Cameroon, KMR. Ờ KMR trên trang kỹ thuật tuần cũng đang khá là đẹp và kỳ vọng nhịp này đang kỳ vọng đánh về 6. Uh, trong tuần thì đã có những điểm đánh Break thoát vùng 4.5 và phiên ngày hôm nay thì nó đang test lại vùng 4.5 test cung lại kỳ vọng thì từ vùng 4.5 này sẽ tiếp tục kéo uh, cổ phiếu HID con này cũng khá là hay nhìn xem nào trên đen tuần cơ hội để đánh đang đang còn đấy cổ phiếu này thì chúng ta chém đi 1/2 của thân nến này đó là quanh hỗ trợ đây này, hỗ trợ 5.5 đến 5.6 và một điểm hỗ trợ sâu ở khoảng vùng 5.3. Đấy là cái vùng mà chúng ta có thể canh để chúng ta bắt. TIG khá là đẹp ở trong phiên ờ trong phiên ngày hôm qua thì đã có nói đến cái ý đồ tạo lập của TG sau khi nó đánh và nó test lại cái điểm test này thành công. Uh, nó break lên thì kỳ vọng đây là một cái điểm mà TG sẽ mở trend và uh, trong ngắn hạn thì kỳ vọng target của nó là 14. Phiên ngày hôm nay thì TG tần. Uh, đi xa hơn, đi xa hơn thì có đi được xa hơn vùng 14 không? Có thể đi được vùng 16. mắc thì có thể đi lên được vùng 16 nhưng ngắn hạn thì sẽ là vùng 14. <laughs> Rồi, ok. Như vậy cổ phiếu tuần thì tạm thời Hùng Lê sẽ phân tích như vậy. Ờ, tất cả những cái mã cổ phiếu nào mà chúng ta chưa được phân tích mà ở trên bản tin, đó, thì các anh chị có thể comment ở bên dưới, ở bên dưới dòng thời gian, bên dưới dòng thời gian của bản tin tuần, Đó, bên dưới dòng thời gian của bản tin tuần, các anh chị bấm vào hiển thị thêm ở đây. Ờ, thì chúng ta sẽ comment ở đây và Hùng Lê sẽ thu xếp thời gian để trả lời tất cả các cái comment của các anh chị. Ờ, hiện tại thì Hùng đang để cái room cộng đồng r6 đây cho các anh chị tham gia. Những anh chị em nào mà chúng ta À, cần thêm một số các cái thông tin tham khảo thì hùng sẽ chia sẻ lên trên những cái team cộng đồng và hiện tại là trên room r6 à, còn đây là cái link để đăng ký mở tài khoản về team của hùng lê tại công ty chứng khoán vvs và những anh chị em nào mà à, sau một thời gian theo dõi cảm thấy những cái phân tích của hùng lê có ý nghĩa và giúp ích được cho mình thì chúng ta có thể về đồng hành cùng với hùng lê tại công ty chứng khoán vvs và các anh chị chỉ cần tích vào cái link này và sau đó thì điền thông tin cá nhân. Ở đây thì nó đã có đủ sẵn các cái thông tin của Hùng Lê ở đây rồi. Ok. phần thứ ba, phần cuối cùng thì chúng ta sẽ nói gì về thị trường chung ở trong tuần giao dịch mới. Thế thì trong từ ngày từ từ cái phần đầu của bản tin thì Hùng Lê đã dành đã 20 phút để nói đến một cái những cái biến đổi của thị trường ở trong một cái tuần giao dịch đó và thị trường của chúng ta thì luôn luôn vận động, cổ phiếu của chúng ta luôn luôn vận động và chúng ta cần phải nắm được Uh, dự báo được dự báo các anh chị nhá dự báo chứ không phải là báo dự báo được những cái xu hướng của thị trường dự báo được những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của thị trường rồi dự báo được những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu để khi thị trường của chúng ta có những biến động khi cổ phiếu của chúng ta có những biến động về đến những cái ngưỡng đó thì chúng ta sẽ hành động như thế nào thì thị trường trong tuần vừa qua uh, về nhìn chung về nhìn nhìn chung á, là uh, chủ đạo là kéo trụ và chỉ tập trung kéo một số các cái mã cổ phiếu trụ cơ bản ví dụ như là Vich, ví dụ như là Vinhome, à, ví dụ như là Mansan, à, rồi à, Novaland. đó, tức là nó chỉ kéo một số các trụ đấy thôi để nó lấy điểm số. Nhưng trong lòng của thị trường thì à, nhóm make up đang bị chốt tương đối mạnh và à, cái, cái 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 điểm nhấn kỹ thuật của nó nó đến từ phiên giao dịch của ngày thứ ba là một một phiên giao dịch rất là kịch tính. Đầu phiên kéo tăng 20 điểm và sau đó thì đạp sọt và trong phiên ngày hôm nay thì cũng như vậy Ở đầu phiên thì nhìn thấy những cái tín hiệu xanh nhưng đến 10 giờ 3 phút là ông Lê đã đánh giá những cái tín hiệu đó là những cái tín hiệu mà chúng ta đáng nghi ngờ và chúng ta cần phải hành động đó và quan điểm là trong phiên giao dịch ngày thứ ba thì đã khuyến nghị anh chị em của chúng ta gọi là gì khi mà động thái kéo trụ chốt lãi thì chúng ta cứ chốt theo lái đã đó à, chúng ta cứ hành động theo thị trường đã chứ chúng ta không cần phải chống lại thị trường Uh, thì um, một cái điều tích cực nhất đó là cái uh, cái, cái cái lỗi của sàn hốt bây giờ đã được cải thiện tương đối tương đối ổn định rồi và chúng ta có thể giao dịch có những phiên là giao dịch 20.000 tỷ, 22.000 tỷ uh, cảm giác thông suốt và bây giờ những cái phiên giao dịch khoảng 17, 18, 19, 20.000 tỷ thì đã tải được rồi, còn trước đây nó chỉ khoảng tầm độ 15.000 tỷ là nó đã bị uh, bị lag. Thì đấy là một cái điều tích cực của thị trường và khi mà Hùng Lê chỉ cần là khi mà tất cả những cái tín hiệu cung cầu của thị trường nó trả về cái trạng thái tự nhiên thì Hùng Lê sẽ phân tích được những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật long short về VN30 về phái sinh. Phải nói là không phải là tuyệt đối và không phải đáng tự hào nhưng về cái nền tảng phân tích những cái điểm đảo pha xu thế của Hùng Lê thì phải nói là nó cũng sẽ đạt được khoảng tầm 70 đến 80% trong các cái nhịp phân tích kỹ thuật và những anh chị em đã ở trên team không chat thì có thể thấy được những cái điểm mồng đánh giá điểm nào đó điểm nào là điểm mà 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 mà, mà thị trường sẽ đảo long. đó ví dụ như tại thời điểm đây ngày hôm nay đó, lúc 10, 13 giờ 30 phút thì sẽ quan sát và dự báo là những cái điểm tạo tạo đảo long ở cái vùng VN30 ở vùng 1264 điểm đó VN30 ở vùng 1230 và phái sinh ở vùng 1257 đến vùng 1260 điểm Và dự kiến là tạo lập sẽ bắt đầu đảo long từ vùng này Thì đấy là những cái dự báo sớm Mặc dù tại cái thời điểm đấy là nó chưa có đảo long ấy chị đó, Nó chưa có đảo long 13 giờ 20 là đã bắt đầu dự báo những cái câu chuyện như vậy à, Thế thì tuần mới, à, tuần giao dịch mới thì à, theo như Hùng Lê à, quan sát ở đây Thì thị trường của chúng ta cũng sẽ chưa có những cái yếu tố đột biến ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai phiên giao dịch đầu tuần thì thị trường sẽ có xu hướng test lại ở uh, test lại biên đó là biên 1.200 đây chính là cái vùng hỗ trợ này 1.257 đến vùng 1.260 điểm của chỉ số vn30 uh, cùng với đó thì phái sinh cũng sẽ có những cái điểm test cung lại nếu test đẹp nếu test đẹp của phái sinh nó sẽ là ở đây nó là tức là nó chém đi 1 phần 2 của cái điểm tăng ở trước đó tức là 1 điểm đó nó sẽ test lại vùng quanh 1 điểm ở đây trong phiên thứ hai và sâu hơn thì có thể là vùng 1 đến à, không phải 1 bảy đến 1260 tức là phái sinh và VN30 hiện tại cũng đang lấy đồng pha với nhau còn đối với chỉ số VN index chỉ số index trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì tạm thời nó sẽ uh, có những cái tín hiệu về mặt kỹ thuật tức là nó cũng sẽ test lại cung ở vùng 1 230 điểm đó là những cái vùng về mặt hỗ trợ kỹ thuật mùng đang đưa ra uh, và khi vùng 1.230 điểm được uh, có những cái tín hiệu kỹ thuật đảm bảo thậm chí là có thể lái nó sẽ nó 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 sẽ có một cái động thái là nó đạp gãy hỗ trợ rồi nó mới kéo lên. Thì chúng ta cũng có thể đề phòng một cái trường hợp là sau khi nó test ở đây. Đó và uh, lái nó nhún một nhát ở đây. Rồi, nó nhún một nhát ở đây rồi nó mới bắt đầu kéo. Thì đấy là những cái uh, cái kịch bản mà chúng ta phải chuẩn bị sẵn trước. nó ví dụ như vậy thì nó có thể là nó sẽ nhún về khoảng vùng 1220 điểm rồi nó mới kéo lên của VN Index ví dụ như vậy. Thì uh, kịch bản ngắn hạn của phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên 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 giao dịch đầu tuần thì như vậy và sau đó thì À, trong một cái tuần hoặc là trong một cái phiên giao dịch thì ông Lê thường xuyên có những phân tích định lượng về xu hướng của thị trường à, trên room không chat và trên này thì sẽ được uh, bạn Linh bạn ấy sẽ chia sẻ ra uh, các cái team cộng đồng R7 R, à, R6 R7 R8 R9 hiện tại là chúng ta đã có 4 team cộng đồng, 4 team cộng đồng và trên những cái team này thì ông Lê đều khóa những cái chức năng không chat. Đó ví dụ R7 chẳng hạn. À đây ví dụ chúng sẽ tìm lại room R7. Đó tổng kho 20 R7 room R7 hiện tại có 988 thành viên và sau đó thì Hùng đã có, bạn Linh bạn ấy có chia sẻ đây, có chia sẻ một số các cái phân tích. Và hiện tại thì trên room R7 thì đã bị tràn room rồi nên là các anh chị mà đang nằm ở room R7 mà chưa được phê duyệt thì chúng ta cũng chuyển sang room R6. Rồi bản tin tuần đến đây là hết. Hùng Lê xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong một cái bản tin tuần tiếp theo và chúc cả nhà có những ngày nghỉ. À, cuối tuần vui vẻ bên người thân bên gia đình chúng ta tái tạo lại sức lực tái tạo lại năng lượng rồi uh, ngồi học thêm uh, một phần kiến thức về thị trường chứng khoán để chúng ta có được uh, những cái uh, những cái trận đánh có được những cái phiên giao dịch uh, tối ưu trong cái quá trình đầu tư thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại